Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 97. Địa ngục chủ lắc đầu, không biết chút gì cả, ta chỉ biết cô gái này áp chế thần tính bằng nhân tính, là một nhân vật cực kỳ bất thường. Diệp Quân gật đầu, đúng là thế. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng chốc đã đến thế giới dưới lòng đất. Khi bước vào thế giới dưới lòng đất này, Diệp Quân cau mày vì thế giới dưới lòng đất này tràn ngập khí tức rất tà ác. Địa ngục chủ nói, đây là nơi giam giữ ác hồn, ai bị giam giữ ở đây cũng đều rất mạnh. Diệp Quân nói, có cường giả cảnh giới diệt đạo không? Địa ngục chủ gật đầu, địa ngục tầng 18 có. Diệp Quân nhìn địa ngục chủ, tiền bối giam giữ sao? Địa ngục chủ cười nói, không phải, là chủ nhân của đạo đạo năm đó giam giữ, bị nhốt cho đến nay. Diệp Quân cảm thấy hơi tò mò. Địa ngục chủ nói, nếu cậu muốn trải nghiệm thì phải đến chiến trường địa ngục, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, bởi vì vẫn còn rất nhiều ác hồn còn sót lại từ trận chiến hiện đạo và cựu đạo. Những ác hồn này đã nuốt chửng lẫn nhau trong mấy trăm triệu năm rồi, bây giờ đã trở nên cực kỳ hung ác tàn bạo. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân. Thật ra ông ta vẫn hơi lo. Nếu hắn chết ở chỗ mình, e là ngày mai chỗ này sẽ biến mất khỏi thế gian mất nhỉ. Diệp Quân nói, càng nguy hiểm càng tốt. Địa ngục chủ suy ngẫm rồi gật đầu, được. Dứt lời, ông ta dẫn Diệp Quân đến trước một cánh cửa địa ngục, bước vào cánh cửa này sẽ đến chiến trường địa ngục. Diệp Quân nhìn địa ngục chủ, chắp tay lại nói, cảm ơn tiền bối đã chỉ đường. Địa ngục chủ cười nói, chuyện nhỏ mà, đừng khách sáo. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong cửa địa ngục. Sau khi Diệp Quân đi vào cửa địa ngục chủ đang định xoay người rời đi, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, ông ta bỗng dừng lại, sau đó thấp giọng nói, không được, ta phải ở lại đây xem thử, nếu hắn chết trong này thì ta biết đi đâu mà khóc lóc đây. Chiến trường địa ngục. Khi Diệp Quân bước vào chiến trường địa ngục, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Bây giờ hắn đang ở trên vùng hoang vu, bầu trời trên đầu là một màu đỏ thẫm, trời đang mưa, không đúng, đó là máu, xung quanh đều là thi thể còn sót lại, mùi máu tanh nồng nặc. Chiến trường địa ngục. Diệp Quân lập tức sử dụng huyết mạch phong ma của mình, khi huyết mạch phong ma xuất hiện, huyết khí xung quanh lao đến chỗ hắn như thủy triều. Đều bị hút vào trong. Huyết mạch phong ma của hắn là huyết mạch bậc nhất trên thế gian nên nó cực kỳ thích huyết khó tà ác này. Sau khi vô số khí sức tà ác đi vào cơ thể, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể dần bắt đầu run rẩy, đồng thời cả người biến thành màu đỏ máu, từng khí tức huyết mạch đáng sợ liên tục trào ra từ trong cơ thể. Khí tức huyết mạch phong ma ngày càng mạnh. Thật ra Diệp Quân vẫn chưa phát huy được huyết mạch phong ma đến cực hạn, vì hắn khá lý trí. Ngay lúc này tiểu tháp bỗng nói, xung quanh có rất nhiều ác hồn cực mạnh đang theo dõi ngươi. Diệp Quân không nói gì mà cất kiếm Thanh Huyên vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp khó hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Quân không nói gì, hắn siết chặt hai tay, huyết khí tà ác xung quanh liên tục lao về phía hắn. Địa ngục. Nơi này không phải là địa ngục với huyết mạch phong ma của hắn mà là thiên đường. Hi 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 hi. Ngay lúc này xung quanh bỗng vang lên tiếng cười đầy quỷ dị, sau đó một khí tức khát máu nhào đến Diệp Quân. Huyết khí nơi này là dinh dưỡng với Diệp Quân, nhưng huyết khí của Diệp Quân cũng là dinh dưỡng của vài ác hồn mạnh. Ngay lúc mấy ác hồn đó sắp nhào đến trước mặt Diệp Quân, hắn bỗng mở mắt ra, trong mắt là một vùng biển máu. Diệp Quân bỗng gào lên, không kiềm chế huyết mạch và thần trí của mình nữa. Thoáng chốc một luồng khí tức huyết mạch đáng sợ trào ra từ trong người hắn, nơi đó lập tức biến thành một vùng biển máu vô tận. Hoàn toàn điên cuồng. Lần này hắn muốn điên cuồng một lần trong địa ngục này, cảm nhận được cực hạn của huyết mạch phong ma. Trong chiến trường địa ngục, sau khi Diệp Quân hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, sức mạnh huyết mạch phong ma lập tức tuôn ra khỏi người Diệp Quân như thủy triều, toàn bộ chiến trường địa ngục trở thành một chiến trường biển máu. Ngay lúc này rất nhiều ác hồn đã nhấn chìm Diệp Quân. Hai bên không nói nhiều lời đã lao vào đánh nhau. Thế nhưng ác hồn bình thường không có uy hiếp gì với Diệp Quân, chỉ thoáng chốc Diệp Quân đã giết sạch vài vạn ác hồn, hơn nữa còn hút hết chúng vào. Diệp Quân cầm kiếm một đường đánh sâu vào chiến trường địa ngục, những nơi hắn đi qua, đều hút hết toàn bộ.
Thấy thế, địa ngục chủ ở bên ngoài nhíu mày, tên này xem chỗ của mình là trạm thuốc bổ đấy à? Thật ra ông ta cũng khá ngạc nhiên, vì ông ta không ngờ sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân lại đáng sợ đến thế, ngay cả huyết khí của mấy ác hồn bên trong đều có thể hấp thụ được. Có thể hấp thụ huyết khí của mấy ác hồn này tức là sức mạnh huyết mạch này còn mạnh hơn chúng nữa. Địa ngục chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, tổ tiên của cậu Diệp không phải là người tốt lành gì. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực mạnh đáng sợ bỗng xuất hiện trong chiến trường địa ngục, sau đó Diệp Quân bị chấn động lùi về sau mấy mươi vạn trượng. Địa ngục chủ nhíu mày, ác thi. Trong chiến trường địa ngục, một ác thi cao lớn chậm rãi đi về phía Diệp Quân, ác thi này cao mấy chục trượng, thân xác cả người đều bốc mùi thối rữa, xương trắng lộ ra ngoài, vô cùng đẫm máu, nó toát ra một khí tức quỷ dị, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển hệt như trận động đất lớn, cực kỳ đáng sợ. Ác thi đó cúi đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy tà khí và hung quang, nó không nhiều lời, nhảy lên đánh một chưởng về phía Diệp Quân. Đòn tấn công này khiến thời không cả chiến trường địa ngục đều sôi trào. Diệp Quân ở đằng xa bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Huyết quang vạn trượng từ dưới đất bay lên, sau đó rơi thẳng xuống chém vào ác thi. Ngay khi đòn tấn công của cả hai tiếp xúc với nhau, một làn sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ nổ tung, làn sóng xung kích cực mạnh đó lập tức đánh cho mấy ác hồn yếu hơn xung quanh họ tan tành. Lúc này Diệp Quân biến thành kiếm quang màu máu đâm mạnh vào ác thi đó. Vèo. Ác thi bị văng ra xa mấy vạn trượng, sau đó kiếm quang phủ đầy trời nhấn chìm lấy nó. Từng tiếng nổ vang lên, Diệp Quân đã xuất hiện cách phía sau ác thi đó vài trăm trượng. Phía sau hắn, ác thi đó đã biến thành một đống huyết khí, sau đó bị huyết mạch phong ma của hắn hấp thụ hết. Thấy cảnh tượng này, địa ngục chủ ở bên ngoài nhíu mày, huyết mạch của cậu Diệp này quả thật không ổn. Trong chiến trường địa ngục, Diệp Quân tiếp tục cầm kiếm đánh về phía xa, nhưng không bao lâu hắn dừng lại, vì mặt đất cách trước mặt hắn ngàn trượng bỗng động đậy, ngay sau đó hàng ngàn ác thi bò lên từ trong lòng đất. Giống hệt với ác thi trước đó, chỉ khác là vừa rồi chỉ có một, bây giờ có đến hàng ngàn. Lúc này Diệp Quân lại không hề sợ hãi, lao đến chỗ đám ác thi đó. Thấy thế địa ngục chủ nhíu mày, hắn điên rồi sao? Thế mà cũng dám đánh. Không lâu sau, Diệp Quân biến thành kiếm quang màu máu đâm vào trong đám ác thi đó. Kiếm quang màu đỏ máu đó vỡ tan, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa. Sau đó hàng ngàn ác thi lao đến chỗ Diệp Quân vừa văng ra. Phụt phụt phụt. Từng tiếng nổ liên tục vang lên, Diệp Quân bị đánh rất mạnh. Mặc dù thế nhưng Diệp Quân vẫn không có ý lùi bước, tay cầm ý kiếm đánh với đám ác thi. Địa ngục chủ dần nhíu mày, vì ông ta nhận ra mặc dù Diệp Quân bị áp chế hoàn toàn nhưng sức chiến đấu của Diệp Quân lại đang tăng lên nhanh chóng. Sức mạnh huyết mạch. Sắc mặt địa ngục chủ dần trở nên nghiêm trọng. Sức mạnh huyết mạch quả thật vượt xa những gì ông ta nghĩ. Không chỉ thế ông ta còn phát hiện thần tính của Diệp Quân cũng đang lặng lẽ thay đổi. Hiện giờ Diệp Quân là 10 phần thần tính, nhưng vẫn chưa đạt tới thần tính hoàn hảo, mà lúc này có lẽ là vì huyết mạch phong ma này, thần tính của hắn đang lặng lẽ thay đổi. Thần tính hoàn hảo. Đó là sự theo đuổi đại đạo cực hạn, bất kỳ việc gì một khi đạt đến cực hạn đều vô cùng khủng khiếp. Bản thân Diệp Quân đã là thiên tài yêu nghiệt, thực lực cũng rất mạnh, nếu thần tính lại đạt đến mức hoàn hảo, vậy thì thực lực sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng. Ngay lúc này trong đám ác thi, một tia kiếm quang màu máu đáng sợ bỗng nổ tung, kiếm khí mạnh mẽ khiến vài ác thi lùi về sau, nhưng ngay sau đó lại có vô số ác thi nhào về phía Diệp Quân. Diệp Quân lại nhắm mắt lại, ngay sau đó hàng ngàn thanh ý kiếm đột nhiên xuất hiện phía sau đám ác thi đó. Diên trì nhất kiếm. Chỉ trong tích tắc, hàng ngàn thanh ý kiếm màu đỏ máu nhấn chìm hàng ngàn ác thi, sau đó âm thanh xé nát kiếm khí khủng khiếp vang lên liên tục trong khu vực đó. Bùm bùm. Ngay khi tất cả ý kiếm màu đỏ máu biến mất, xung quanh Diệp Quân đã chỉ còn lại chưa đến 800 ác thi, hơn 200 ác thi đã bị hắn nuốt chửng. Khí tức của hắn vẫn đang tăng lên, thần tính của hắn cũng ngày càng thuần khiết. Lúc này các ác thi này cũng đánh ra lửa thật, đều nhào về phía Diệp Quân. Trận chiến lại tiếp diễn. Lúc này Diệp Quân đã rơi vào trạng thái phong ma hoàn toàn,
trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là, giết. Dù có là tháp gia ở trước mặt hắn, hắn cũng không do dự chém mấy nhát kiếm chứ đừng nói là mấy ác thi này. Kiếm của Diệp Quân ngày càng mạnh, sức mạnh huyết mạch cũng mạnh lên, chỉ thoáng chốc Diệp Quân đã đè ép ngược lại các ác thi. Cả người Diệp Quân cũng bị thương khá nhiều, nhưng lúc này hắn hệt như một cái máy tàn sát không cảm xúc, đánh cực kỳ hung ác, chỉ có tấn công không có phòng thủ. Chẳng mấy chốc, các ác thi ít dần đi, hiện giờ khí tức của Diệp Quân đã mạnh hơn lúc đầu mấy lần. Nhất là huyết mạch phong ma của hắn, sau khi Diệp Quân tiến vào trạng thái phong ma hoàn toàn, khí tức huyết mạch phong ma vẫn cứ tăng lên. Nó đã bị kìm nén quá lâu rồi. Giống như một người đàn ông độc thân 30 năm đột nhiên đi gội đầu, đêm đó thật sự chỉ ước gì gội trên 10 lần. Khoảng nửa canh giờ sau. Khu vực Diệp Quân đang đứng bỗng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, khí tức này lao lên từ dưới đất, lao thẳng lên trời. Cả chiến trường địa ngục sôi sục dữ dội. Thăng cấp. Lúc này Diệp Quân thăng cấp từ 10 phần thần tính lên cảnh giới bình đạo, chỉ là khí tức cảnh giới bình đạo của hắn cực kỳ tàn ác, vô cùng bất thường. Khi cảnh giới của hắn tăng lên, kiếm của hắn lập tức trở nên đáng sợ hơn, mấy ác thi xung quanh đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Không lâu sau, chúng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, sau đó khí tức trên cả người hắn bỗng trở nên tà ác hơn. Thấy thế địa ngục chủ bên ngoài nhíu mày, nhìn thế nào cậu Diệp này cũng không giống người tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng may đại đạo hiện hữu đã thông báo trước cho ông ta, nếu không cậu Diệp này tới, nếu chỗ của mình không có mắt đối đầu với cậu Diệp này thì chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng cũng may cậu Diệp này lúc tỉnh táo vẫn rất dễ tính. Ngay lúc này một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bỗng xuất hiện ở chiến trường địa ngục đằng xa. Cường giả cảnh giới khai đạo. Địa ngục chủ ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chiến trường địa ngục, có một cường giả mặc áo giáp đứng cách trước mặt Diệp Quân mấy trăm trượng, tay cường giả này cầm một cái rìu lớn phá, quanh người cũng toát ra khí tức và tà khí quái dị ngút trời. Những cường giả cảnh giới khai đạo ở đây mạnh hơn vài cường giả cảnh giới khai đạo ở bên ngoài rất nhiều, dù sao bọn họ cũng đều là những người sống sót sau trận đại chiến năm đó, hơn nữa nhiều năm nay lại ở trong chiến trường địa ngục này. Liên tục chiến đấu với ác hồn và pháp tắc ở đây, dĩ nhiên thực lực sẽ ngày càng mạnh. Ngay lúc này cường giả áo giáp đó bỗng giơ chiếc rìu rồi nhảy lên, sau đó vung mạnh chiếc rìu về phía Diệp Quân. Chiếu rìu lao xuống, cả chiến trường địa ngục đều trở nên hư ảo, cứ như muốn hủy diệt trời đất. Đối mặt với đòn tấn công này, Diệp Quân lại chẳng hề sợ hãi, biến thành tia kiếm quang phóng lên trời. Đối đầu trực diện. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên từ cả chiến trường địa ngục, sau đó từng làn sóng xung kích kiếm khí màu đỏ máu đáng sợ chấn động nổ tung giữa không trung. Cả chiến trường địa ngục tan hoang. Diệp Quân lùi về sau cả ngàn trượng, trong lúc đó chiếc rìu lớn bỗng phá tan không khí bay đến, khí tức uy lực sức mạnh cực lớn đè ép khiến hắn nghẹt thở. Diệp Quân rút kiếm chém một nhát. Một tia huyết quang phủ khắp trời. Chiếc rìu khổng lồ bị kiếm của hắn chém bay, lúc này cường giả mặc áo giáp xòe tay phải ra, chiếc rìu rơi vào trong tay gã, đang định ra đòn lần nữa thì lúc này hàng ngàn thanh ý kiếm màu máu xuất hiện quanh, bỗng chốc hàng ngàn thanh ý kiếm nhấn chìm gã. Rầm. Khu vực mà người đàn ông mặc áo giáp đó đứng biến thành một vùng kiếm khí biển máu. Đúng lúc này, một chiếc rìu cực lớn bỗng lao ra từ trong biển máu, ngay tức khắc chiếc rìu đó đã chém thẳng về phía Diệp Quân. Vèo. Sức mạnh cực lớn chứa trong đó đều khiến thời không đặc biệt ở bất cứ nơi nào chiếc rìu cực lớn đi qua đều rung chuyển dữ dội, cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với đòn tấn công này, ánh mắt Diệp Quân không có một tia sợ hãi, chỉ có sự tàn sát, hắn bỗng lao về phía trước, hai tay cầm kiếm chém một nhát. Đối diện trực diện. Vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lùi về sau, cường giả mặc áo giáp cũng liên tục lui về phía sau. Trong lúc đó gã nhíu chặt mày, cả người run rẩy. Huyết mạch phong ma. Lúc này gã đã bị sát ý và tà khí của huyết mạch phong ma ảnh hưởng, thần trí cũng bắt đầu hơi bất thường. Thấy thế sắc mặt địa ngục chủ ở bên ngoài trở nên vô cùng nghiêm trọng. Huyết mạch này thế mà cũng có thể ảnh hưởng đến cường giả cảnh giới khai đạo ư. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó,
thoáng chốc vô số tà khí và sát ý nhấn chìm cường giả mặc áo giáp như thủy triều. Đồng tử cường giả đó co lại, đứng nơ tại chỗ, chính lúc này một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Diệp Quân hút hết huyết khí của cường giả đó. Vụt! Sau khi hấp thụ hết huyết khí của cường giả đó, khí tức Diệp Quân lại điên cuồng tăng lên. Ầm! Khu vực Diệp Quân đang đứng bỗng rung lên, sau đó khí tức huyết mạch và kiếm ý của hắn bắt đầu thay đổi. Thấy thế, đồng tử địa ngục chủ bên ngoài co lại, mặt đầy vẻ khó tin, mười phần thần tính, mẹ nó chứ, như thế cũng được à? Lúc này ông ta đã ngây cả người. Tên này làm cho mình điên loạn, sau đó thành mười phần thần tính. Như thế cũng được nữa à? Trong chiến trường địa ngục, Diệp Quân phóng tà khí và sát khí ra. Lúc thần tính của hắn đạt đến mức hoàn hảo, huyết mạch phong ma và khí tức kiếm ý của hắn cũng tăng lên theo. Bây giờ khí tức của hắn đã hơn hẳn cảnh giới khai đạo bình thường. Tiểu Tháp bỗng khẽ giọng nói, sau này vẫn phải để tên này điên cuồng vài lần. Mặc dù Diệp Quân thừa kế huyết mạch phong ma, nhưng từ đầu đến giờ hắn gần như chưa từng điên cuồng, mà đặc điểm của huyết mạch phong ma là càng điên cuồng, uy lực càng mạnh, cho nên nếu không ở trạng thái điên cuồng hoàn toàn thì Diệp Quân sẽ không bao giờ có thể giải phóng được uy lực thực sự của nó. Lúc này, Diệp Quân mới được xem là đã thật sự phát huy hết sức mạnh của huyết mạch phong ma, đương nhiên ở cực hạn của giai đoạn hiện giờ, huyết mạch phong ma hoàn toàn không có cực hạn với hắn. Đầu nguồn của huyết mạch này là ai? Kiếm chủ Thanh Sam. Chỉ cần ông ấy chưa chết, huyết mạch này không có cực hạn, không có điểm cuối, còn có thể phát huy được bao nhiêu đều phải phụ thuộc vào bản lĩnh của Diệp Quân. Lúc này vì huyết mạch phong ma mà thần tính của Diệp Quân đạt đến mức hoàn hảo. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ là tàn sát, không có bất kỳ cảm xúc nào, đây là sự tàn sát cực điểm. Trong chiến trường địa ngục, khí tức của Diệp Quân vẫn đang điên cuồng tăng lên, sức mạnh huyết mạch và khí tức kiếm ý cực mạnh làm chấn động khiến thời không đặc biệt xung quanh, giống như nước sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Thần tính hoàn hảo. Nhưng lúc này thần tính hoàn hảo này của hắn không phải là đại đạo duy nhất trong lòng, mà trong lòng chỉ có tàn sát. Sát niệm đã đến mức cực hạn, sau đó mọi thứ trong thế gian đều có thể bị giết. Đúng lúc này, nơi sâu nhất chiến trường địa ngục, một ngọn núi cao cả ngàn trượng bỗng sụp đổ, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào, khí tức được khống chế. Sau khi ông ta bước ra, nhìn thấy Diệp Quân, ông ta lập tức cau mày. Lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên này, địa ngục chủ cũng sầm mặt, chẳng phải người này đang bế quan ư? Sao lại chạy ra đây rồi? Người đàn ông trung niên bỗng ngẩng đầu lên cách thời không nhìn địa ngục chủ, địa ngục chủ, tên này là ai thế? Địa ngục chủ nói, cậu Diệp. Người đàn ông trung niên nhíu mày, cậu Diệp. Địa ngục chủ gật đầu, Thiên Kình, luyện tập với cậu Diệp một lúc đi. Sắc mặt người đàn ông tên Thiên Kình sa sầm, người bảo ta làm người luyện cùng hả? Địa ngục chủ bình tĩnh nói, hôm đó cô hắn tiêu diệt một vị cảnh giới diệt đạo rồi. Thiên Kình hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể, trên đời tuyệt đối không có cường giả nào làm được, trừ khi chủ cũ xuất hiện hoặc chủ nhân đại đạo hiện hữu của các ông quay về. Địa ngục chủ nói, ta cần phải gạt ngươi à, ngươi có cần nhìn thử huyết mạch này của hắn xem hắn bình thường không? Nghe thế, Thiên Kình nhìn Diệp Quân ở đằng xa. Lúc nhìn thấy huyết mạch phong ma toát ra từ trên người Diệp Quân, ông ta lại nhíu mày. Quả thật không bình thường. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy sức mạnh huyết mạch cực mạnh như vậy. Địa ngục chủ bỗng nói, không đúng, với thực lực hiện giờ của ngươi, chưa chắc có thể giết được hắn. Nghe thế Thiên Kình cười mỉa, hắn chẳng qua chỉ là cường giả cảnh giới bình đạo, mà ta đã là cường giả cảnh giới diệt đạo, ta đánh không lại hắn ư. Ngươi đang đùa đấy à? Địa ngục chủ nói, vậy ngươi thử đi. Thiên Kình nhìn Diệp Quân, tràn đầy ý chí chiến đấu, thử thì thử, ta cũng muốn xem thử thiên tài đời sau này yêu nghiệt thế nào. Nói rồi ông ta tiến về trước một bước, sau đó chỉ vào Diệp Quân. Khu vực thời không chỗ Diệp Quân rung lên, sau đó trở nên mờ ảo. Lồng nhốt thời không. Đây là một kiểu áp chế không gian, cường giả cảnh giới cao thi triển áp chế với cường giả cảnh giới thấp. Đó gần như là sự áp chế tuyệt đối. Thế nhưng lúc này Diệp Quân bỗng vung ra một nhát kiếm.
ầm. Lồng nhốt thời không đó lập tức bị vỡ tung. Thấy thế ánh mắt Thiên Kình lóe lên vẻ ngạc nhiên, lúc này Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Thấy Diệp Quân còn muốn chủ động tấn công, Thiên Kình lập tức quyết định dạy cho hắn một bài học, tiến lên một bước rồi tung ra một quyền. Đối đầu trực diện. Bù. Hai người vừa chạm vào nhau là tách ra, Diệp Quân lui về vị trí ban đầu, Thiên Kình cũng liên tục lùi về sau gần ngàn trượng. Sau khi dừng lại, ông ta cúi đầu nhìn xuống tay phải của mình, trên nắm đấm có thêm một vết kiếm khá sâu. Thấy thế sắc mặt Thiên Kình sa sầm. Kiếm của hắn có thể làm mình bị thương ư? Thiên Kình ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, vừa ngẩng đầu lên, một thanh kiếm màu máu chém thẳng về phía ông ta. Thiên Kình lại tung ra một quyền. Vèo. Kiếm quang bị phân tán. Nhưng ngay sau đó vô số ý kiếm màu máu bỗng bay đến xung quanh Thiên Kình. Diên trì nhất kiếm. Mặt Thiên Kình không đổi sắc, giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, tất cả ý kiếm xung quanh ông ta bỗng bị khóa chặt lại một chỗ. Ngay sau đó ông ta tung ra một quyền. Ầm. Vô số ý kiếm bị chấn động văng ra xa. Nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng cầm kiếm đánh đến trước mặt ông ta, khi nhát kiếm này xuất hiện ở trước mặt, Thiên Kình lập tức nhíu mày, vì trên người Diệp Quân còn có sát khí và tà khí cực kỳ đáng sợ, sát khí và tà khí này quả thật quá mạnh, ngay cả tâm thần của ông ta cũng bị nó ảnh hưởng. Thiên Kình cảm thấy kinh ngạc, vội ổn định lại tâm trạng, sau đó đánh một quyền. Ầm. Đòn tấn công lại khiến Diệp Quân lùi về sau. Nhưng Thiên Kình lại nhíu chặt mày, vì ông ta thấy sát khí và tà khí toát ra từ trên người Diệp Quân có ảnh hưởng cực lớn với ông ta. Phải nói là ông ta rất quan ngại. Ông ta vốn dĩ là cường giả cảnh giới diệt đạo, cả đời đánh vô số trận chiến, tâm trí kiên định như đá, mà lúc này ông ta lại bị huyết mạch quái dị này ảnh hưởng đến tâm trí. Thiên Kình ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, lúc này khí tức và kiếm ý của Diệp Quân vẫn đang tăng lên. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng hét lên một tiếng, sau đó lao về phía Thiên Kình. Xung quanh vài trăm vạn dặm biến thành biển máu. Trong mắt Thiên Kình hiện lên vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường thêm nữa. Trận đại chiến nổ ra. Chẳng mấy chốc từng tiếng xé toạc đáng sợ của kiếm khí vang lên trong biển máu đó. Lúc đầu Thiên Kình còn có thể áp chế Diệp Quân, nhưng dần dà Diệp Quân lại bắt đầu áp chế ngược lại. Thấy thế sắc mặt địa ngục chủ ở bên ngoài lại trở nên nghiêm trọng, dĩ nhiên nhiều hơn vẫn là sự kinh ngạc. Ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể trấn áp Thiên Kình này, phải biết lai lịch của người này cũng không nhỏ, năm đó ông ta là một trong những bộ tướng đắc lực của cựu đạo, mặc dù vì bị trấn áp, thực lực không mạnh bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải là người mà các cường giả cảnh giới diệt đạo bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Diệp Quân mới chỉ là cường giả cảnh giới bình đạo, cảnh giới giữa hai người cách nhau đến mấy bậc. Soạt. Ngay lúc này một tiếng nổ bỗng vang lên ở phía xa, sau đó thiên khải bị văng ra xa cả ngàn trượng. Ngay khi Thiên Kình dừng lại, vô số kiếm ý bỗng xuất hiện xung quanh ông ta, đồng tử Thiên Kình co rụt, tay phải siết chặt lại, sau đó khẽ đè xuống, tất cả ý kiếm bỗng bị cố định một chỗ, nhưng ngay sau đó tất cả ý kiếm rung lên dữ dội, phá vỡ sức mạnh bí ẩn đó, sau đó Thiên Kình bị tất cả ý kiếm nhấn chìm. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh đáng sợ bỗng bộc phát ra từ trong biển máu, sau đó Thiên Kình lui ra ngoài mấy vạn trượng, trên người còn có mấy trăm vết kiếm. Lúc này Diệp Quân lại giơ một thanh kiếm lao đến. Đồng tử Thiên Kình bỗng co rút lại, lúc này một luồng sáng vàng bỗng phóng lên trời từ trong người Diệp Quân, Diệp Quân dừng lại tại chỗ. Sau đó Diệp Quân nhíu chặt mày, khí tức huyết mạch phong ma trên người hắn quay ngược lại vào trong người hắn như thủy triều. Trấn áp huyết mạch phong ma. Không lâu sau, được tiểu tháp trấn áp, thần trí Diệp Quân dần bình thường lại. Tất cả tà khí và sát khí xung quanh cũng bắt đầu phân tán đi. Diệp Quân nhắm mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này mắt hắn đã tỉnh táo hoàn toàn. Thiên Kình nhíu mày, nhân tính, sao có thể? Vừa rồi lúc đánh nhau với ông ta, Diệp Quân không hề có bất kỳ nhân tính, thần tính đã đạt tới mức hoàn hảo. Nhưng lúc này thần tính trong cơ thể Diệp Quân cũng không ở trong trạng thái hoàn hảo, mà lại có nhân tính tồn tại. Như nghĩ đến điều gì, đồng tử Thiên Kình co rụt lại, thất thanh nói, áp chế thần tính bằng nhân tính. Sao có thể?
không chỉ thiên kình mà địa ngục chủ cũng khó tin nói, nhân tính áp chế thần tính. Đây, cho đến bây giờ, họ đều rất ít khi thấy có người có thể áp chế thần tính bằng nhân tính, phải biết rằng sau khi hoàn toàn thần tính, muốn áp chế thần tính bằng nhân tính quả thật khó như lên trời. Nhưng rất nhanh hai người đã nhận ra có gì không đúng. Không phải là áp chế thần tính bằng nhân tính, mà hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lúc này, địa ngục chủ bỗng trầm giọng nói, hắn dùng huyết mạch phong ma đạt đến thần tính hoàn hảo, mà sau khi tỉnh táo, hắn lại quay trở lại trạng thái nhân tính, mẹ nó chứ, còn có thể như thế à? Nghe địa ngục chủ như thế, sắc mặt thiên kình cũng trở nên kỳ lạ, mẹ kiếp, cái này có khác gì gian trá đâu. Năm đó họ từ nhân tính đạt đến thần tính hoàn hảo phải trải qua vô vàn gian truân, mà tên này chỉ cần kích hoạt huyết mạch là đạt đến thần tính hoàn hảo. Hoang đường nhất là sau khi huyết mạch bị trấn áp, hắn lại còn có thể khôi phục lại trạng thái có nhân tính. Thần tính, nhân tính có thể tự do thay đổi hả? Đây chẳng phải là gian trá sao? Lúc đánh nhau là thần tính hoàn hảo, sức chiến đấu vô hạn. Lúc hưởng phúc thì hồi phục nhân tính. Mẹ nó chứ. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó nói, Thiên Thiên, trước đó đã xảy ra chuyện gì thế? Ngao Thiên Thiên kể lại chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Diệp Quân cảm thấy kinh ngạc, mình thế mà lại đạt đến thần tính hoàn hảo. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết thần tính hoàn hảo của mình đều dựa vào huyết mạch phong ma, một khi huyết mạch phong ma được kích phát hoàn toàn thì hắn sẽ chẳng còn nhận ra ai nữa, thêm nữa bản thân hắn tiếp cận thần tính hoàn hảo vô hạn nên sau khi hắn mất đi lý trí, hắn có thể dễ dàng bước đến bước cuối cùng. Thần tính hoàn hảo. Mà muốn hồi phục nhân tính thì phải nhờ đến tháp gia giúp đỡ trấn áp. Nghĩ đến đây trong đầu Diệp Quân bỗng có suy nghĩ. Nếu mình có thể dựa vào bản thân để trấn áp khi rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, có phải cũng xem như áp chế thần tính bằng nhân tính không? Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, phải nói là chuyện này vô cùng khó, vì một khi rơi vào điên cuồng hoàn toàn, muốn tự mình tỉnh táo quả thật quá khó, trừ khi người đối diện mình là một người mà cho dù mình có điên cuồng cũng sẽ không giết. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân nhìn Thiên Kình ở phía xa, chắp tay lại, không nói gì nhiều, sau đó xoay người rời đi. Đến nền văn minh thiên hành. Chàng trai đợi đã. Lúc Diệp Quân định đi, Thiên Kình bỗng nói. Nghe thế Diệp Quân dừng lại, xoay người ngờ vực nhìn Thiên Kình. Thiên Kình trầm giọng nói, chàng trai, mạo phạm hỏi một chút, sức mạnh huyết mạch đó của cậu là. Diệp Quân mỉm cười nói, huyết mạch phong ma. Phong ma. Thiên Kình nhìn Diệp Quân, sau đó lại nói, huyết khí ác hồn đó có tác dụng với cậu à? Diệp Quân gật đầu, cực kỳ có tác dụng. Sở dĩ hắn có thể đạt được thần tính hoàn hảo sau khi hoàn toàn điên cuồng một phần là nhờ hấp thụ những ác hồn đó, vì sau khi hấp thụ những ác hồn đó, huyết mạch phong ma này của hắn trở nên mạnh hơn. Thật ra nếu hắn đánh loạn thì huyết mạch phong ma của hắn sẽ trở nên đáng sợ hơn nữa. Nhưng hắn không muốn làm thế, dù sao thời đại cũng đã thay đổi. Thiên Kình bỗng nói, chàng trai, có một nơi có nhiều ác niệm và huyết khí hơn, cậu có muốn tới đó không? Diệp Quân sửng sốt, sau đó hỏi, nhiều ác niệm và huyết khí hơn hả? Thiên Kình gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, đương nhiên là muốn. Thiên Kình nói, đi theo ta. Nói rồi ông ta dẫn Diệp Quân xoay người rời đi. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều bèn đi theo ông ta. Dĩ nhiên hắn không sợ đối phương dở trò gì xấu xa, một đánh một hắn cũng không sợ, nếu là đánh hội đồng, trong người hắn còn có nhất niệm và tịnh an. Hai người này không chỉ ăn khỏe, nếu lao vào đánh nhau thật, trong vũ trụ này ngoài cha và những người kia ra thì không ai có thể chịu được họ, dù sao hai người này cũng biết phóng hỏa. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đi theo Thiên Kình đến một vùng hoang vu. Lúc đến đây, Diệp Quân nhíu mày. Vì hắn nhận thấy vùng đất trước mặt hắn có một màu máu. Ngoài ra huyết mạch phong ma trong người hắn bỗng bắt đầu sao động. Thiên Kình nhìn vùng đất đó, trong mắt hiện lên tia phức tạp, nơi này là khu vực trọng tâm của trận đại chiến năm đó, ở sâu trong lòng đất chôn vùi hàng trăm triệu ác hồn, chúng chết trận ở đây, vì nơi này có cấm chế phong ấn đặc biệt nên cả đời đều không thể thoát ra được.
Nói đến đây ông ta nhìn Diệp Quân, nếu cậu có thể hấp thụ chúng thì cũng xem như là giải thoát cho chúng. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối, trận đại chiến năm đó là... Thiên Kình im lặng một lúc rồi nói, năm đó chủ nhân của đại đạo hiện hữu và cựu đạo đã đánh một trận lớn vì tranh giành đại đạo, sau đó cựu đạo thất bại, độc khai nhất đạo đó cũng chính là đại đạo hiện hữu ngày nay, sau đó đối phương đã thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sau khi đối phương đánh nhau với nền văn minh thiên hành một trận, thì không còn thấy tung tích nữa, thế là trật tự đại đạo hiện hữu của vũ trụ này bắt đầu sụp đổ. Diệp Quân khẽ gật đầu, lại hỏi, vị cựu đạo đó đã chết chưa? Thiên Kình hơi kích động nói, sao có thể chứ? Mặc dù chủ nhân đại đạo hiện hữu khá mạnh nhưng cũng không có khả năng giết chết cựu chủ được. Diệp Quân hơi tò mò, vậy sao các ông lại thua? Sắc mặt Thiên Kình bỗng trở nên bất thường, một lúc sau ông ta trầm giọng nói, lúc đầu cựu chủ rút lui theo tính chiến lược. Diệp Quân nhìn Thiên Kình không nói gì. Con mẹ nó! Ông đúng là có tài, chỉ có việc bỏ chạy thôi mà lại nói đến mức mỹ miều như thế. Thiên Kình lại nói, nhưng cũng sẽ có ngày cựu chủ quay lại thôi. Diệp Quân hỏi, khoảng bao lâu mới trở lại? Thiên Kình lặng thinh. Diệp Quân nói, chỉ bằng đi theo ta đi, bây giờ ta có thể dẫn ông ra ngoài. Thiên Kình cúi người thật thấp với hắn, sẵn lòng đi theo cậu Diệp. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Thiên Kình bỗng trở nên kích động, cậu Diệp, ngoài những ác hồn này, ta còn biết nơi cựu đạo cất giấu một số bảo vật, sau khi cậu hấp thu những ác hồn này, ta sẽ dẫn cậu đi. Bảo vật của cựu đạo. Diệp Quân cảm thấy hứng thú, là những thứ gì vậy? Thiên Kình lắc đầu, ta không biết, vì nơi đó có phong ấn nên ta không vào được. Diệp Quân gật đầu, vậy đợi lát nữa dẫn ta đi. Thiên Kình cười nói, được được. Diệp Quân nhìn vùng đất trước mặt, hai mắt nhắm lại, thần thức thẩm thấu vào trong lòng đất, không lâu sau sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, vì hắn cảm nhận được ác hồn vô tận trong lòng đất, hơn nữa chúng nó đều vô thường hung ác, tà khí rất nặng. Diệp Quân bỗng cảm thấy phấn khích, hắn đánh thức huyết mạch phong ma. Ầm! Một cột huyết bắn lên trời, lập tức biến thành vùng biển máu. Ngay khi phong ma hoàn toàn, Diệp Quân nhảy lên đi vào sâu trong lòng đất. Chẳng mấy chốc, từng khí tức huyết mạch đáng sợ truyền đến từ sâu trong lòng đất. Nhìn thế vẻ mặt của Thiên Kình dần trở nên nghiêm trọng, vì ông ta nhận ra huyết mạch phong ma của Diệp Quân đã trấn áp tất cả ác hồn bên dưới. Huyết mạch quá đáng sợ. Thiên Kình cực kỳ kinh ngạc. Lúc này địa ngục chủ bỗng nói, Thiên Kình, ngươi cứ thế phản bội cựu chủ à? Thiên Kình bình tĩnh nói, không phải ta phản bội ông ta, là ông ta vứt bỏ ta trước. Dĩ nhiên ta cũng có thể hiểu được trong lòng ông ta chỉ như đám tôm tép, đáng để cho ông ta nhớ đến sao. Nói rồi ông ta nhìn sâu lòng đất, lại nói, hắn là cơ hội duy nhất ta có thể ra khỏi đây. Ông ta không biết Diệp Quân là ai, nhưng ông ta biết thiếu niên trước mặt này là cơ hội ra ngoài duy nhất của ông ta. Bỏ lỡ cơ hội này, Thiên Kình phải bị nhốt đến chết ở đây. Thế nên ông ta phải nắm chắc cơ hội này. Mất mặt. So với mất mạng thì chẳng là gì cả. Hơn nữa ông ta không cảm thấy mất mặt, thiếu niên này không tầm thường, có lẽ đây là vận may của mình. Bất kỳ lựa chọn nào trên con đường đại đạo đều có cả phúc và họa, không phải họa thì là phúc, ông ta quyết định cược một lần. Ngay lúc này sâu dưới mặt đất bỗng toát ra khí tức huyết mạch đáng sợ. Sắc mặt Thiên Kình trở nên nghiêm trọng, vì khí tức huyết mạch này quả thật quá mức đáng sợ. Còn mạnh hơn lúc mạnh nhất của Diệp Quân trước đó gấp trăm lần. Quá không bình thường. Phải nói Thiên Kình thật sự kinh ngạc với sức mạnh huyết mạch này của Diệp Quân. Không chỉ Thiên Kình mà sắc mặt địa ngục chủ bên ngoài cũng trở nên nghiêm trọng, Diệp Quân hấp thu như thế quả thật vô lý. Phải biết rằng, đám ác hồn đó có tà khí và oán khí cực lớn là vì chúng bị trấn áp ở đây, cho dù là cường giả cảnh giới diệt đạo như ông ta cũng không dám làm thế. Bởi vì hấp thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần trí, chứ đừng nói Diệp Quân chỉ là cảnh giới bình đạo. Huyết mạch phong ma. Đây là do người nào tạo ra đấy? Địa ngục chủ cực kỳ kinh ngạc và tò mò. Cứ thế kéo dài khoảng 3 ngày, mặt đất bỗng nổ tung, sau đó một huyết nhân bay lên từ dưới mặt đất. Diệp Quân. Lúc Diệp Quân xuất hiện, cả chiến trường địa ngục bỗng trở thành một vùng biến máu vô tận.
Nhưng vào lúc này, cả người Diệp Quân bị huyết khí bao bọc, toàn thân tản mát ra tà khí và sát ý ngút trời, tà khí và sát ý nồng nặc khiến thiên kình biến sắc, vội lùi về sau cả vạn trượng, ông ta nhìn Diệp Quân. Quả thật là hoang đường. Ông ta nhận ra ông ta vẫn đánh giá huyết mạch phong ma trên người cậu Diệp này quá thấp. Người tạo ra huyết mạch phong ma này chắc chắn không phải là người gì tốt lành. Ngay lúc này, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ông ta, lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ, thiên kình biến sắc vội nói, mẹ kiếp, ê, mau làm cho cậu ta tỉnh táo lại đi. Ngay lúc Diệp Quân định ra tay, một tia sáng vàng bỗng bắn ra từ trong người Diệp Quân. Thấy thế thiên kình thở phào, bây giờ ông ta không muốn đánh một trận ác liệt với Diệp Quân đâu. Cậu Diệp này quá mức bất thường. Nhưng sau đó ông ta lại biến sắc. Vì ông ta phát hiện tia sáng đó căn bản không ngăn được Diệp Quân. Gì đây? Thiên kinh ngây người. Tháp ra. Ngao Thiên Thiên bỗng ngạc nhiên nói, đây. Tiểu Tháp trầm giọng nói, chủ mẫu, hắn có vẻ không ổn, hắn hút quá nhiều ác hồn và khí tức, ta không áp chế được. Sắc mặt Ngao Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng, không áp chế được hả? Vậy Tiểu Quân chẳng phải sẽ phát điên sao? Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi chỗ đó. Vèo. Nhát kiếm này khiến thời không bí ẩn bên trong nứt ra. Thấy thế, thiên kình biến sắc, đối mặt với Diệp Quân, ông ta không dám sơ suất, lập tức giơ tay phải ra đè xuống phía trước. Ầm. Thời không trước mặt ông ta bỗng ngưng tụ lại từng lớp, tốc độ của Diệp Quân chậm lại nhưng ngay sau đó chỉ thấy tay phải Diệp Quân cầm kiếm xoay một vòng. Rầm. Thời không đó bị phá vỡ. Thiên kình biến sắc, tay phải siết chặt thành nắm đấm. Sau đó đánh mạnh về phía trước. Ầm. Kiếm quang máu màu nổ tung, thiên kình bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng, vừa dừng lại một tia kiếm quang màu máu vạn trượng bỗng chém đến trước mặt ông ta. Vèo. Thiên kình lập tức văng ra xa cả vạn trượng, nhưng ông ta vẫn còn chưa dừng lại thì một tia kiếm quang nữa lại lao về phía ông ta. Sắc mặt thiên kình hết sức khó coi, vì hai mắt ông ta cũng bắt đầu hơi đỏ. Bị huyết mạch phong ma ảnh hưởng rồi. Sau khi Diệp Quân nuốt chửng các ác hồn dưới lòng đất đó, huyết mạch phong ma của hắn đã đạt đến mức độ rất đáng sợ, ngay cả cường giả cảnh giới diệt đạo cũng có thể bị ảnh hưởng. Thiên kình cũng không nghĩ nhiều vì kiếm của Diệp Quân đã chém đến trước mặt ông ta, lần này ông ta không đối đầu trực diện mà liên tục lui về phía sau. Còn Diệp Quân vẫn muốn tiếp tục đuổi theo. Nhưng vào lúc này trên người hắn lại toát ra một luồng sáng vàng cố gắng áp chế huyết mạch phong ma của hắn. Diệp Quân dừng lại, nhíu chặt mày, tay phải hắn nắm chặt ý kiếm trong tay như đang giãy giụa. Thấy thế thiên kình thầm thở phào, xem ra sự tồn tại bí ẩn trong người cậu Diệp có thể trấn áp được cậu Diệp. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng ngẩng đầu tức giận gào lên. Ầm. Vô số tia sáng vàng bị phá vỡ. Sau đó Diệp Quân kéo Tiểu Tháp ra khỏi cơ thể mình, Tiểu Tháp hoảng hốt, khốn kiếp, ngươi định làm gì? Ta là tháp gia của ngươi đấy, ta đi theo nhà ngươi ba đời, ngươi. Nó vừa dứt lời, Diệp Quân chém mạnh một nhát. Vèo. Tiểu Tháp bị nhát kiếm của Diệp Quân chém văng ra xa cả vạn trượng, nó vẫn chưa dừng lại thì Diệp Quân lại lao đến trước mặt nó, sau đó vô số kiếm quang chém mạnh về phía nó. Tên khốn này. Tiểu Tháp vừa chạy vừa hét lên, ngươi tỉnh táo lại đi. Ta là tháp gia của ngươi này. Diệp Quân phớt lờ nó, vẫn đuổi theo nó rồi chém. Thấy thế cả người thiên kình ở cách đó không xa cứng đờ. Cậu Diệp này mất kiểm soát rồi. Làm sao đây? Lúc này, Diệp Quân ở phía xa chém hồi lâu đột nhiên dừng lại, thấy thế Tiểu Tháp thở phào nhẹ nhõm, ngươi tỉnh táo lại rồi à? Diệp Quân bỗng rút kiếm Thanh Huyên ra. Ôi chết tiệt! Tiểu Tháp hoảng sợ nhảy lên, sợ hãi nói, con mẹ nó, người điên thật hay giả vờ đấy. Còn đổi kiếm, khốn kiếp, người đừng qua đây. Nói rồi nó xoay người bỏ chạy. Diệp Quân cầm kiếm đuổi theo Tháp ra. Lúc này Tiểu Tháp không dám đối đầu, ý kiếm của Diệp Quân vẫn khó làm nó bị thương nhưng kiếm Thanh Huyên thì khác, kiếm Thanh Huyên có thể phá vỡ phòng vệ của nó. Nếu bị Diệp Quân chém chết ở đây thì cũng ngoan quá. Ngay lúc này thiên kình ở cách đó không xa bỗng nói, cậu Diệp, cậu bình tĩnh lại đi. Nghe thiên kình nói thế, Diệp Quân bỗng quay phát lại,
ngay sau đó hắn biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi chỗ đó. Thiên kình biến sắc vội vung quyền ra. Bù! Thiên kình bị văng ra xa cả vạn trượng, vừa dừng lại, cả cánh tay phải của ông ta nổ tung. Thiên kình ngây người. Sau khi đổi kiếm, uy lực lại mạnh đến thế. Lúc này Diệp Quân lại biến mất khỏi đó. Thấy thế sắc mặt Diệp Quân thay đổi, mẹ kiếp. Ông ta xoay người bỏ chạy. Ngay lúc này hai người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Chính là Nhất Niệm và Tịnh An. Là Ngao Thiên Thiên bảo họ ra, nếu không trấn áp Diệp Quân nữa thì hắn sẽ cầm kiếm Thanh Huyên có thể sẽ giết hết cả địa ngục A Tỳ. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Quân, Nhất Niệm cả kinh, vội vàng tiến lên một bước, vừa định nói gì đó thì Diệp Quân đã chém một nhát kiếm, nhìn thấy Diệp Quân không chút do dự tung ra một nhát, Nhất Niệm đứng sững tại chỗ, nhất thời quên tránh đòn. Ngay khi kiếm Diệp Quân chỉ còn cách cô ta vài tấc, kiếm quang của Diệp Quân đột nhiên chuyển hướng chém về phía Tịnh An ở một bên. Tịnh An trợn tròn mắt, không có đạo đức võ đạo. Nói rồi cô ta bỗng giờ một quyển sách cổ màu vàng lên chắn trước mặt. Vèo. Một tia sáng màu vàng tỏa ra, cả người Diệp Quân lùi về sau cả ngàn trượng. Tịnh An nhìn quyển sách cổ màu vàng trong tay, lúc nhìn thấy có một vết kiếm nông trên đó, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đúng lúc này Diệp Quân bỗng cầm kiếm đánh đến trước mặt cô ta bỗng giơ quyển sách cổ màu vàng trong tay lên, thầm niệm. Ầm. Một luồng sáng vàng bỗng từ trên trời rơi xuống, bao phủ Diệp Quân bị giam tại chỗ, khi cô ta vừa định rút kiếm ra, Tịnh An bỗng tiến lên trước một bước, chỉ vào giữa trán Diệp Quân. Ầm. Một tia sáng vàng đi vào trong người Diệp Quân. Diệp Quân bỗng tức giận gào lên, vung mạnh kiếm chém. Bùm. Tia sáng vàng vỡ tan, sức mạnh cực lớn lập tức khiến Tịnh An lùi về sau. Tịnh An hơi ngạc nhiên, sức mạnh huyết mạch này mạnh quá. Còn chưa dứt lời, Diệp Quân đã chém một nhát kiếm đến trước mặt cô ta, toàn bộ chiến trường địa ngục biến thành biển máu vô tận, tà khí và sát khí ngút trời lập tức nhấn chìm cô ta. Tịnh An vẫn rất bình tĩnh, cô ta bỗng giơ quyển sách cổ màu vàng trong tay lên, sau đó mở đến một trang, thầm niệm. Ầm, một tia sáng vàng bỗng bắn ra từ trong cuốn sách cổ màu vàng, thoáng chốc đã nhấn chìm Diệp Quân, sau đó cưỡng ép Diệp Quân tiến vào một thế giới màu vàng hư ảo, nhưng ngay sau đó, sau khi Diệp Quân vung kiếm lên, thế giới này bỗng chốc tan thành mây khói. Tịnh An trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Như thế mà bị phá vỡ rồi à? Ngay lúc này tiểu tháp ở đằng xa bỗng nói, để ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, nó lập tức biến thành tia sáng vàng đi vào trong cơ thể Diệp Quân, thoáng chốc khí tức cực mạnh bắt đầu trấn áp huyết mạch phong ma của Diệp Quân. Thấy thế Tịnh An vội bước lên trước, lại giơ tay chỉ vào hắn lần nữa, tia sáng vàng lập tức đi vào giữa trán Diệp Quân. Ầm. Tà khí và sát khí toát ra từ cơ thể Diệp Quân đã bị áp chế trong khu vực mà hắn đang đứng, dần dần sát khí và tà khí đó cũng bắt đầu quay lại vào trong cơ thể Diệp Quân dưới sự áp chế của hai sức mạnh cực lớn. Diệp Quân dần bình thường lại. Lúc này Tịnh An bỗng chạy đến cạnh Diệp Quân, sau đó lặng lẽ lấy kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân, cất vào trong không gian đặc biệt của mình. Tiểu tháp. Nhất Niệm bỗng đi đến trước mặt Tịnh An, cô ta nhìn chằm chằm Tịnh An rồi giơ tay phải ra. Tịnh An chớp mắt, không nói gì. Nhất Niệm nhìn cô ta, đó là kiếm của ta. Tịnh An bĩu môi, ta cũng chẳng cần, ta chỉ muốn lấy về nghiên cứu chơi thôi. Cuối cùng sau khi Nhất Niệm 5 lần 7 lượt yêu cầu, Tịnh An cực kỳ không tình nguyện giao kiếm Thanh Huyên lại. Tịnh An lấy ra một cây kẹo hồ lô ra liếm, nói thanh kiếm kia lợi hại như vậy, thế mà có thể phá được thế giới cấm thư của ta, đúng là lợi hại. Nhất Niệm bình tĩnh nói, đó là do cô tạo ra, có thể không lợi hại sao? Tịnh An gật đầu, cô của chúng ta quả thật rất mạnh. Nhất Niệm nhìn Tịnh An nghiêm túc nói, ta và cô đang ở trên cùng thuyền, cô của cô cũng là cô của ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường đó sao? Nhất Niệm. Tịnh An lại nói, lần sau gặp được cô, bảo bà ấy cũng làm cho ta một thanh kiếm. Nhất Niệm hừ một tiếng, cô mơ đẹp đấy. Tịnh An vẫn còn muốn nói gì, Diệp Quân ở đằng xa bỗng mở mắt ra, lúc này mắt hắn vẫn còn chút màu đỏ nhưng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Nhất Niệm vội chạy đến trước mặt Diệp Quân,
hơi lo lắng nói, không sao chứ. Diệp Quân lắc đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Nhất Niệm thầm thở phào, khẽ gật đầu, lần sau đừng tự tiện kích hoạt huyết mạch đó nữa. Diệp Quân cũng hơi sợ, lần này kích phát huyết mạch hoàn toàn khác hẳn trước kia, tuy rằng hắn không nhớ rõ chuyện sau khi kích hoạt huyết mạch, nhưng lúc này hắn cảm nhận được sát ý của mình rất rất mạnh, mạnh đến mức không bình thường. Khủng khiếp! Xem ra sau này không thể tùy tiện sử dụng huyết mạch phong ma này nữa. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn Thiên Kình cách đó không xa. Thấy Thiên Kình bị đứt một cánh tay, hắn biết chắc chắn là do hắn làm, lúc này cảm thấy áy náy tiền bối, thật xin lỗi. Thấy Diệp Quân đã trở lại bình thường, Thiên Kình cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu Diệp phát điên này thật đúng là hơi quá đà, nhất là khi cậu Diệp cầm thanh kiếm đó, lúc ấy ông ta đã cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, ta đưa ông ra khỏi đây bằng cách nào? Thiên Kình thu lại tâm tư, sau đó chỉ vào phía chân trời. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tận cuối chân trời có một dấu ấn khá nhạt. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, Nhất Niệm đưa kiếm Thanh Huyên cho hắn, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay lên từ trong lòng bàn tay. Xoạt! Dấu ấn nhạt đó lập tức vỡ tan. Phong ấn biến mất. Thấy thế Thiên Kình nhìn Diệp Quân, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cũng may mình quả quyết đầu hàng, nếu không e là phải bị nhốt ở đây cả đời. Mình đúng là vô cùng sáng suốt. Diệp Quân nhìn Thiên Kình cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Kình gật đầu, được. Mọi người ra đến bên ngoài, địa ngục chủ nhìn Nhất Niệm và Tịnh An bên cạnh Diệp Quân, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Nền văn minh thiên hành. Đây đều là cơn ác mộng với các nền văn minh vũ trụ khác. Diệp Quân nhìn địa ngục chủ, tiền bối, cảm ơn nhiều. Địa ngục chủ thu lại tâm tư, cười nói, chuyện nhỏ ấy mà, sau này nếu cậu Diệp rảnh rỗi, có thể đến địa ngục A Tỷ chơi, địa ngục A Tỷ không có gì khác, chỉ có số lượng ác hồn sẽ tăng lên mỗi năm, đến lúc đó ta sẽ để chúng lại cho cậu Diệp. Diệp Quân cũng không từ chối ý tốt của đối phương, chắp tay cười nói, vậy thì cảm ơn tiền bối. Địa ngục chủ cười nói, khách sáo rồi. Diệp Quân không nói gì thêm, dẫn mọi người rời đi. Thấy mấy người Diệp Quân đi rồi, địa ngục chủ trầm tư hồi lâu cũng không nói gì. Diệp Quân đi vào thành, đang chuẩn bị ra khỏi thành, hắn bỗng quay đầu lại nhìn về phía cuối con đường, một nam một nữ đang ngồi xổm trước quầy hàng mặc cả với người khác. Lúc này người đàn ông bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân, ông ta mỉm cười. Người phụ nữ nhận thấy ánh mắt của nhìn đàn ông cũng quay đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt là vẻ tò mò. Diệp Quân khẽ cười, sau đó xoay người biến mất ở cổng thành. Trước quầy hàng, người phụ nữ nhìn người đàn ông, Tiểu Ung, đệ quen người đó à? Người đàn ông gật đầu, ừ, bạn của đệ. Người phụ nữ cười nói, nếu là bạn của đệ có thể giới thiệu hắn, ta biết bên cục tạp dịch vẫn còn đang tuyển đệ tử tạp dịch. Ta quen với một người trong đó có thể giới thiệu cho hắn, mỗi tháng có hơn 20 viên nguyên tinh đấy. Người đàn ông gật đầu, được, đến lúc đó đệ nói với hắn. Người phụ nữ khẽ cười, sau đó nhìn ông chủ quầy hàng trước mặt, ông chủ, thanh quỷ kiếm này 200 viên nguyên tinh, có bán hay không? Ông chủ lắc đầu, đây là quỷ kiếm trung phẩm, ít nhất phải 300 viên, bớt một viên cũng không được. Thấy thái độ kiên quyết của người bán hàng. Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô ta không chút do dự tháo chiếc nhẫn đưa cho người bán hàng, ta chỉ có 280 viên, đây là tất cả tiền dành dụm của ta. Người bán hàng vẫn lắc đầu. Người phụ nữ trừng mắt nhìn người bán, sau đó lấy một chiếc châm ngọc trên đầu xuống đưa cho người bán, đây là ngọc khí hạ phẩm, có linh lực, giá trị ít nhất là 50 nguyên tinh. Người bán nhìn cây châm ngọc đó. Sau đó nhận lấy rồi đưa quỷ kiếm đó cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy quỷ kiếm, nhẹ nhàng sờ lên thanh kiếm, cười nó, đúng là thanh kiếm tốt. Nói rồi cô ta đưa cho người đàn ông bên cạnh, cười nói, Tiểu Ung, tặng cho đệ này. Người đàn ông sửng sốt, tặng cho đệ. Người phụ nữ gật đầu, đúng thế, đệ có thể giữ lại phòng thân, có thanh kiếm này, ít nhất đệ có thể vượt cấp chiến đấu. Người đàn ông nhìn người phụ nữ, tại sao lại tặng đệ? Người phụ nữ bỗng đánh đầu người đàn ông, cười nói, đồ ngốc, vì đệ là đệ đệ của ta.
Tay người đàn ông khẽ run, im lặng cúi thấp đầu. Người phụ nữ nói, đi thôi, nên về làm việc rồi. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Người đàn ông đi theo, đi được một lúc, người phụ nữ bỗng cười nói, Tiểu Ung, tại sao ta lại có cảm giác hình như chúng ta quen nhau nhỉ? Người phụ nữ khẽ nói, có lẽ đời trước có quen. Người phụ nữ nói, vậy đời trước chắc chắn đệ đối xử rất tốt với ta, đúng không? Người đàn ông lắc đầu, không tốt. Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cười nói, không sao, cả đời này có thể tốt với ta một chút. Vừa bước ra khỏi địa ngục A Tỳ, Diệp Quân quay sang hỏi Thiên Kình, đi đâu đây tiền bối? Hắn đang khấp khởi chờ mong vô cùng, món bảo vật cựu đạo kia từng đứng đầu cả một vũ trụ, có nó trong tay thì sẽ như thế nào? Sẽ phát tài chứ còn gì? Diệp Quân cười khà khà. Thiên Kình nhìn quanh một hồi, nói, Diệp thiếu đợi một lát. Ông ta nhắm mắt lại, thời không xung quanh bắt đầu chấn động. Bị nhốt quá lâu rồi, ông ta cũng sinh ra lạ lẫm với vũ trụ này, cần phải thăm dò trước. Một hồi sau, Thiên Kình mở mắt ra, mời theo ta. Ông ta nhấc chân, đi một bước vượt qua mấy triệu tinh vực. Diệp Quân theo sau. Chấm chấm chấm. Đăng thiên vực. Sau khi được pháp tắc đại đạo chữa trị, nó đã khôi phục lại như lúc đầu. Các cường giả nơi này đã bị Diệp Quân đưa đi, cửu trọng thiên không còn ai trấn thủ, cảnh giới khai đạo cũng có thể đi vào. Một số người dưới cảnh giới khai đạo cũng ôm tâm lý ăn may đến đây xem có mót được lợi lộc gì không, vì vậy nên đông đúc vô cùng. Đại đạo hiện hữu cũng không ra tay ngăn cản, vì vậy ngày càng có nhiều người đặt chân đến đăng thiên vực. Trong đó có không ít người tìm được cơ duyên. Mỗi một tầng trọng thiên đều là một thế giới kỷ nguyên, cho dù không có bảo vật tuyệt thế thì vẫn có di tích cổ. Trước kia cũng bị các cường giả cao cấp xem thường, lại thành ra được lợi cho những người đến sau, càng hấp dẫn nhiều người đến đăng thiên vực. Một hôm nọ, có một người đàn ông ăn mặc như thư sinh, tóc dài ngang vai, khoác áo choàng lụa rộng thùng thình đi đến. Ông ta ngẩng đầu nhìn cửu trọng thiên, vừa khéo nghe người bên cạnh nói, vị Diệp thiếu kia đúng là kinh khủng. Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, thấy hai cường giả một trẻ đứng gần đó. Người trẻ phấn khích nói, nghe đồn hôm ấy Diệp thiếu một mình đánh với mấy trăm cường giả cảnh giới khai đạo, không chỉ dùng một kiếm chém chết chiêu võ đạo đế mà còn. Gã vung tay lên rồi hạ xuống, làm thế này này, khiến tam điện chủ của ác đạo phải quỳ luôn. Rồi lại kích động ré lên, ngầu dễ sợ. Ông lão kế bên lại tỏ ra hoài nghi, người chắc rằng Diệp thiếu có thể một mình đánh lại mấy trăm cảnh giới khai đạo chứ. Thiếu niên tỏ ra bất mãn, việc gì ta phải lừa ông. Chính mắt ta thấy Diệp thiếu chỉ vung kiếm thôi đã đóng đinh chiêu võ đạo đế tại chỗ, làm ông ta nhục nhã tự đập đầu. Tam điện chủ kia càng buồn cười, muốn gọi văn minh thiên hành đến. Nào ngờ lửa thiên hành vừa xuất hiện đã bị Diệp thiếu giơ tay trấn áp. Sắc mặt ông lão đanh lại nhưng vẫn hỏi, người này thật sự mạnh vậy sao? Thiếu niên gật đầu, chân thành nói, mạnh thật đấy, vô tiền khoáng hậu, vô địch cả đời. Rồi đưa một mảnh giấy sang, cho ông này. Ông lão, đây là gì? Thiếu niên, thư viện Quan Huyên vừa mở phân viện ở vũ trụ này, đang thu nhận cường giả cao cấp. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ gia nhập ngay thì sẽ thành nguyên lão, được thư viện bảo kê. Cho dù là đại đạo hiện hữu hay văn minh thiên hành cũng phải nể mặt. Ông lão bừng tỉnh ngộ, người đến từ thư viện Quan Huyên. Thiếu niên gật đầu, chính xác. Ông lão không nói gì. Thiếu niên lại nói, đừng bỏ qua cơ hội này, qua rồi không trở lại được đâu. Ông gia nhập thư viện, không chỉ được bảo kê mà sau này còn gặp được Diệp thiếu, được chỉ điểm 1-2, biết đâu đang từ khai đạo lên thẳng diệt đạo luôn. Ông lão tỏ vẻ trần trừ, thật sao? Thiếu niên gật đầu, dù gì cũng chả mất mát gì, sao không thử một phen? Ông gia nhập ngay bây giờ còn được tặng tổ mạch làm quà nữa, chỉ dành riêng cho cường giả cảnh giới khai đạo thôi đấy. Ông lão chăm chú đọc hết điều kiện trên tờ giấy thì thấy siêu lòng, bèn hỏi, gia nhập cách nào? Thiếu niên lập tức lấy một lệnh bài ra đưa cho, ông đến thư viện Quan Huyên, đưa nó cho tộc trưởng lệ tộc, ông ấy sẽ sắp xếp cho. Ông lão cầm lấy, được. Vừa đi hai bước, ông ta ngoái lại hỏi, người còn trẻ mà đã đến cảnh giới khai đạo, cũng là do Diệp thiếu chỉ điểm. Thiếu niên gật đầu, chính xác.
Ông lão thốt lên, đúng là như thần. Lại hỏi, người xưng hô thế nào? Thiếu niên đáp, ta là Lệ Hàn. Ông lão chắp tay, sau này chúng ta là người một phe, mong Lệ Hàn tiểu hữu quan tâm nhiều hơn. Lệ Hàn đáp lễ, đương nhiên. Ông lão gật đầu rồi xoay người biến mất. Lệ Hàn cong môi cười, lại thêm một mãnh tướng. Lệ Hàn im lặng nhìn theo bóng lưng Khâu Bạch Y đi khuất rồi mới lấy truyền âm phù ra. Phải báo cho Diệp Quân biết để hắn còn chuẩn bị. Bởi vì từ sức mạnh đến trí tuệ của nhị điện chủ đều ở một đẳng cấp khác biệt so với tam, tứ điện chủ. Chấm chấm chấm. Khâu Bạch Y không đi thẳng lên Đăng Thiên Vực mà đi đến Cửu Trọng Thiên. Ông ta nhìn cánh cửa đá, cười nói, bạn cũ, lâu rồi không gặp. Một hồi sau, đại đạo hiện hữu mới đáp lại, không ngờ ông lại dùng chân thân đến đây. Giọng nói mang vẻ phức tạp. Khâu Bạch Y, tất cả điện chủ ác đạo minh đã bỏ mạng tại đây, cớ gì ta lại không đến xem. Đại đạo hiện hữu ra vẻ đề phòng, ông tìm ta để làm gì? Ta nói trước, ta không có hứng thú với ân oán giữa các người. Khâu Bạch Y mỉm cười, ta biết, nhưng nếu có người muốn ngươi giúp ta thì sao? Đại đạo hiện hữu quả quyết, ai nói ta cũng không làm, vì ta không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Khâu Bạch Y không nói gì, chỉ vươn tay để lộ một ngọc bội xa xưa. Ông! Một người đàn ông trung niên vọt ra từ sau cánh cửa đá, nhìn chằm chằm ngọc bội, khi xác nhận đây là đồ thật thì cảm xúc vừa hưng phấn vừa kích động xen lẫn kính sợ, cuối cùng trở thành phức tạp. Một hồi sau, ông ta hỏi Khâu Bạch Y, nàng đang ở đâu? Khâu Bạch Y, một nơi rất xa, nhưng đã đồng ý giúp đỡ ác đạo minh. Đại đạo hiện hữu tỏ ra hoài nghi, vì sao chủ nhân lại đồng ý giúp ông? Khâu Bạch Y mỉm cười, ác đạo minh đã giao dịch với nàng ta. Đại đạo hiện hữu im lặng một hồi mới nói, người phụ nữ váy trắng kia rất mạnh, ta không phải là đối thủ, mà cha của tên Diệp Quân cũng sâu không lường được. Hai người đó. Khâu Bạch Y cất ngọc bội vào, ta biết, ta cũng không nói ngươi phải đối phó với bà ta. Đại đạo hiện hữu nhìn lên, thấy ông ta cười nói, sẽ có người khác làm việc ấy. Đại đạo hiện hữu tò mò, là ai? Khâu Bạch Y, tạm chưa biết. Đại đạo hiện hữu cáu kỉnh, ông giỡn mặt đấy à? Khâu Bạch Y cười khổ, người phụ nữ kia quá mạnh, người thường không đánh lại được nên ta phải đi tìm viện binh. Ta đã chọn được một người, nhưng không biết đối phương có chịu hay không, nhưng mà chỉ cần ra một cái giá thích hợp thì hẳn sẽ được thôi. Sắc mặt đại đạo hiện hữu xa sầm. Khâu Bạch Y tiếp tục, ba kiếm tu xuất hiện vào hôm đó, trừ nữ kiếm tiên này ra còn hai kiếm tu áo trắng và áo xanh, người có biết họ mạnh đến đâu không? Đại đạo hiện hữu im lặng một hồi lâu mới nói, áo xanh thì không rõ, áo trắng thì ta từng tiếp xúc nên có biết một chút. Từ rất lâu về trước hắn ta đã vô cùng mạnh rồi, giới hạn ở đâu ta cũng không biết, nhưng chắc chắn có thể giết ta. Khâu Bạch Y nghĩ ngợi, chọn một trong ba đi. Đại đạo hiện hữu nói ngay, ta chọn Diệp Quân. Khâu Bạch Y đảo mắt, nói cũng như không. Đại đạo hiện hữu tái xanh cả mặt, sau đó thấp giọng thở dài, tuy ta không biết vì sao chủ nhân lại đồng ý, nhưng nói thật, ta không muốn đối đầu với họ. Ta biết ác đạo minh năm xưa từng giao chiến với văn minh thiên hành đương nhiên cũng không đơn giản, mà chủ nhân ác đạo của các ngươi cũng sâu không lường được, nhưng... Nó lắc đầu. Khâu Bạch Y gật gù, ta biết nỗi lo của ngươi, nhưng ngươi phải chọn một. Không cần giết, chỉ cần giữ chân là được. Đại đạo hiện hữu im thin thít. Khâu Bạch Y quơ quơ miếng ngọc bội trong tay, ngươi muốn làm phản thì chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ đi ngay, không quấy rầy nữa. Sắc mặt xấu xí đến tợn, đại đạo hiện hữu hộc ra một lựa chọn, vậy thì người áo xanh. Khâu Bạch Y cất ngọc bội vào, được thôi. Đại đạo hiện hữu lại nhắc nhở, tên đó có văn minh thiên hành chống lưng. Khâu Bạch Y cười, bọn họ sẽ không giúp. Đại đạo hiện hữu tỏ vẻ nghi ngờ. Khâu Bạch Y, thật ra chúng ta đã bắt đầu hòa đàm với văn minh thiên hành rồi. Đại đạo hiện hữu càng khó tin, và họ đồng ý. Khâu Bạch Y cười, vì họ gặp một vấn đề. Đại đạo hiện hữu tò mò, là gì? Khâu Bạch Y, chuyện này nói ra thì dài, nhưng tóm lại văn minh thiên hành sẽ không giúp đỡ tên kia. Ta được biết quan hệ của ông ta và cô gái phóng hỏa nhất niệm kia cũng không đơn giản,
mà văn minh thiên hành xem các văn minh khác như cỏ rác, vậy nên ông ta sẽ gặp phiền phức lớn. Đại đạo hiện hữu im lặng, nó có biết chút ít về văn minh thiên hành, quả thật họ kiêu ngạo vô cùng, nhưng đó là vì người ta có khả năng ấy. Khâu Bạch Y lại nói, vậy người áo xanh giao cho ngươi. Rồi xoay đi. Đại đạo hiện hữu hỏi, thế ai đối phó nữ kiếm tiên? Khâu Bạch Y mỉm cười, ta sẽ đi tìm người giúp. Đại đạo hiện hữu lầm bầm, phải tìm ai mạnh ơi là mạnh đấy. Khâu Bạch Y gật đầu, đương nhiên. Rồi xoay người biến mất. Đại đạo hiện hữu nhíu mày thật chặt khi nhớ lại người áo xanh kia. Hôm ấy ông ta xuất hiện rồi thì chỉ đứng đó nhìn khắp nơi, không hề ra tay, trông như dân vô công dỗi nghề, không biết sức mạnh tới đâu. Thì đâu phải ai chống lưng cho Diệp Thiếu cũng vô địch chứ hả? Cũng phải có vài ba con gà mờ chứ. Nghĩ vậy, đại đạo hiện hữu thả lỏng thấy rõ. Chấm chấm chấm. Khâu Bạch Y rời đăng thiên vực, đi đến chân vũ trụ, liếc nhìn kiếp giới một cái rồi quay đi. Phải tìm chi viện. Tìm thật nhiều. Ác đạo minh gì không có chứ tiền thì dư. Mà đã trọng thưởng thì thế nào cũng có kẻ mạnh. Rồi gã bất thình lình quay đầu, thấy người đàn ông áo trắng kia vẫn đang nhìn mình chòng chọc. Lệ Hàn cả kinh khi phát hiện mình không nhìn thấu được người này. Là cường giả tuyệt thế. Lại còn có gì đó quen thuộc, khiến gã sinh lòng hoài nghi. Thế là Lệ Hàn đi tới, cười hỏi, vị huynh đài này xưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, Khâu Bạch Y. Lệ Hàn chắp tay, Bạch Y huynh có hứng thú gia nhập thư viện quan huyên chăng? Người đàn ông, có một chút. Thế là Lệ Hàn đưa một tờ rơi chiêu mộ ra, huynh xem này. Khâu Bạch Y đọc lướt một phen, phúc lợi khá đấy. Lệ Hàn cười, đó là đương nhiên. Không giấu gì huynh, thư viện quan huyên mai sau sẽ thống nhất toàn vũ trụ, cho ra đời một trật tự mới tinh. Huynh gia nhập bây giờ là sẽ được chứng kiến lịch sử mới. Khâu Bạch Y cười cười, thống nhất vũ trụ, dã tâm không nhỏ. Tiếc rằng ta đã gia nhập thế lực khác rồi. Lệ Hàn tò mò, là thế lực nào? Khâu Bạch Y, ác đạo minh. Lệ Hàn sững ra, biến sắc thốt lên, ngươi. Khâu Bạch Y cười, không nhớ ta là ai à, cửu điện chủ. Lệ Hàn mở to mắt nhìn đối phương một hồi, đồng tử rụt lại khi nhớ ra, ngươi là nhị điện chủ. Khâu Bạch Y bật cười, lâu rồi không gặp. Lệ Hàn đổ mồ hôi lạnh. Gã từng được người này chiêu mộ, nhưng nhị điện chủ khi ấy chỉ là một cái bóng mờ chứ không phải chân thân. Nào ngờ hôm nay ông ta lại đích thân đến đây. Lệ Hàn co giò bỏ chạy. Lại bị một sức mạnh nào đó giữ lại tại chỗ. Lệ Hàn ngây ra như phỗng. Khâu Bạch Y, bất lịch sự quá đấy, vừa gặp đã chạy rồi sao? Lệ Hàn biết mình sắp tiêu đời rồi, bèn im thin thít. Không ngờ nhị điện chủ trong truyền thuyết lại đến đây. Khâu Bạch Y xuất hiện trước mặt Lệ Hàn, đọc tờ chiêu mộ một lần nữa, cười nói, đừng lo, ta không phải kẻ không biết điều. Có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người đi theo Diệp Quân cũng là lẽ thường, bằng không thì bản thân ngươi và Lệ Tộc có lẽ đã đi theo Tam, Tứ Điện Chủ rồi. Lệ Hàn hạ giọng, ngươi muốn gì? Khâu Bạch Y cong môi, ta dùng bản thể đến đây là để thăm dò sức mạnh của nữ kiếm tu váy trắng kia. Vốn ta định dùng quay ngược thời gian, nhưng sợ bị bà ấy nhận ra, không ngờ lại gặp ngươi ở đây nên hỏi luôn. Ngươi nói rõ cho ta nghe được chứ? Lệ Hàn gật đầu, được. Rồi kể lại trận đánh đăng thiên vực. Khâu Bạch Y trầm ngâm, giết ngay tức khắc. Lệ Hàn gật đầu, phải. Sau một hồi im lặng, Khâu Bạch Y cười nói, hiểu rồi. Rồi xoay người rời đi. Lệ Hàn hỏi theo, có còn giết vị Diệp huynh kia không? Khâu Bạch Y gật đầu, mâu thuẫn giữa chúng ta và họ là không thể tránh khỏi. Lệ Hàn, là vũ trụ kiếp từ chân vũ trụ. Khâu Bạch Y cười, đúng. Nó không phải vũ trụ kiếp thông thường, hơn nữa cũng không phải lỗi do nó. Nó sống từ ác niệm của chúng sinh ở chân vũ trụ, thử hỏi đã làm sai gì. Ông ta nhìn quanh, thiên đạo không diệt thế là thiên lý bất dung, thế nhân thất đức. Lệ Hàn tỏ vẻ phức tạp, ngươi chuẩn bị đi giết hắn. Khâu Bạch Y lắc đầu, không. Lệ Hàn không hiểu. Khâu Bạch Y, theo lý mà nói thì ta đánh không lại nữ kiếm tiên kia.
Lệ Hàn vẫn ra vẻ đề phòng. Khâu Bạch Y, đừng như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại còn rất vừa mắt ngươi. Vào thời điểm then chốt mà vẫn tỉnh táo như vậy, không hổ là người được ta chọn. Tiếc rằng bây giờ chúng ta đã thành kẻ địch, nhưng vấn đề nằm ở Ác Đạo Minh chứ không ở ngươi. Nếu ban đầu họ không khinh địch, không tự tìm đường chết. Ông ta lắc đầu, nhưng cũng không trách được. Làm sao họ biết đang có cường giả tuyệt thế ở đây chứ? Lệ Hàn thở dài, nhị điện chủ, đừng trở thành kẻ thù với Diệp Thiếu. Khâu Bạch Y chỉ cười, vậy Ác Đạo chân vũ trụ đã sai gì? Lệ Hàn không đáp. Khâu Bạch Y xoay người đi, cửu điện chủ, lần sau gặp lại mỗi người một hướng, ta sẽ không nương tay đâu. Rồi biến mất tại chỗ. Diệp Quân theo thiên kình đi đến một mảnh đất hoang vu, vừa đặt chân vào đã nhíu mày khi cảm nhận được tuổi thọ mình đang trôi đi. Hắn nhìn sang, nghe thiên kình giải thích, đây là khu vực cựu đạo, một cấm khu sẽ không ngừng ăn mòn tuổi thọ của bất kỳ ai bước vào. Diệp Quân, bất kỳ ai ư? Thiên kình gật đầu. Hắn lấy kiếm thanh huyền ra, nhìn nó run run. Rồi hắn khôi phục lại bình thường. Thiên kình sững ra, thầm nhủ người này thích làm màu ghê. Diệp Quân cười nói, tiền bối dẫn đường đi. Thiên kình gật đầu, dẫn hắn đi về nơi xa. Diệp Quân tò mò hỏi, trận chiến năm ấy dữ dội lắm sao? Thiên kình, phải, hai bên tổn thất mấy trăm nghìn cường giả cảnh giới khai đạo. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt ông ta, cựu đạo năm ấy cũng chỉ còn vài ba người còn sống từ trận chiến đó. Diệp Quân lại hỏi, nhưng bảo vật của cựu đạo không bị đại đạo hiện hữu lấy đi. Thiên kình, chúng ta đang đi tìm nơi tu luyện của cựu chủ, trong đó có bao nhiêu bảo vật thì ta cũng không rõ. Diệp Quân xa sầm mặt. Thiên kình cười cười, xin lỗi Diệp Thiếu, ta không có ý lừa cậu, chỗ đó chắc chắn có nhiều bảo vật, cứ yên tâm đi. Diệp Quân gật đầu, tới đó rồi xem. Thiên kình gật đầu, hai người đi nhanh hơn. Không bao lâu sau đã đến trước một vách núi. Thiên kình vừa đưa tay ấn vào, vách núi lập tức tuôn ra khí tức đáng sợ. Quỳnh! Nó đẩy ông ta văng đi nghìn trượng. Thiên kình đanh giọng, Diệp Thiếu, ở đây có trận pháp. Diệp Quân thấy vách núi tỏa ra ánh sáng vàng và khí tức mạnh. Hắn đi tới, gọi kiếm thanh huyền ra. Ầm! Ánh sáng vỡ vụn. Vách núi tách thành hai nửa, tạo ra một con đường lát đá. Diệp Quân, vào thôi. Thiên kình gật đầu. Họ đi vào lòng núi, nơi có một cánh cửa đá ở cuối con đường. Diệp Quân vươn kiếm thanh huyền chạm vào cửa. Ầm! Ánh sáng vàng vỡ vụn. Thiên kình nhìn sang đầy khiếp sợ. Trận pháp và phong ấn nơi này đều do cựu đạo để lại. Cho dù là cảnh giới diệt đạo cũng không thể phá đi dễ dàng, vậy mà thanh kiếm trong tay người này làm được. Đáng sợ thật. Diệp Quân đẩy cửa đá ra, đằng sau là sơn động rộng thênh thang, có một cây cầu cong cong bắc ngang con sông trong vắt. Gần đó lại có một cái bồ đoàn. Diệp Quân đi tới, thấy xung quanh trống trơn. Bỗng Tịnh An và Nhất Niệm xuất hiện khiến hắn nhìn sang. Tịnh An phấn khích, có thật kìa. Nhất Niệm cũng kích động. Diệp Quân đang muốn hỏi thì thấy Tịnh An hạ tay xuống. Thời không bốn phía chấn động, linh khí hùng hậu hội tụ lại, làm nồng độ linh khí tăng lên triệu lần. Diệp Quân và Thiên Kình đồng thời hãi hùng. Một thời không đặc biệt xuất hiện trước mặt họ, bên trong là linh mạch màu vàng. Thiên Kình hết hồn, vĩnh hằng mạch. Vĩnh hằng mạch. Tịnh An cũng hưng phấn, thật sự có mỏ tinh thể vĩnh hằng, he he. Thấy cô ta lấy nhẫn không gian lập lòe màu vàng ra, Nhất Niệm gọi tiểu tháp, tháp ra, thu nó. Tiểu tháp thả ánh sáng vàng thu mỏ tinh thể kia vào. Tịnh An xa sầm mặt, vừa quay sang đã nghe Nhất Niệm nói, đây là của chúng ta. Tịnh An tức tối, có sắc quên bạn. Nhất Niệm đưa một que kẹo hồ lô sang, Tịnh An cáu kỉnh, không thèm. Tịnh An chề môi, chỉ là một cái mỏ thôi mà, đợi ta lên làm thần chủ thiên hành rồi. Ta sẽ phong cho ngươi làm quan chấp pháp đứng đầu kiêm kế toán, lúc đó bao nhiêu tiền bạc của văn minh thiên hành đều do ngươi quản lý. Tịnh An quay phát sang, thật hả? Nhất Niệm gật đầu, thật. Tịnh An nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài, nhưng ngươi làm gì đánh lại thần chủ, mà ta cũng không thắng được quan chấp pháp đứng đầu.
Nhất Niệm nhíu mày, ai bảo chúng ta phải đánh? Tịnh An nhìn sang, nghe cô ta nói, gọi người ra đánh thay được mà. Tiểu Tháp. Diệp Quân. Đánh thay. Tịnh An ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này đúng là quá hay, lập tức vội vàng gật đầu, nói có lý lắm. Thần pháp của nền văn minh thiên hành cũng không quy định là không thể đánh thay. Nghĩ đến đây, Tịnh An không khỏi cười to. Nhất Niệm cũng cười to. Hai cô gái cười vô cùng gian trá. Thấy nụ cười của Tịnh An và Nhất Niệm, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, rõ ràng hai người này chính là hai ma nữ, hắn nhìn Thiên Kình ở bên cạnh, sau đó lấy 100 tinh thể vĩnh hằng ra đưa cho ông ta. Thiên Kình rất bất ngờ, ông ta vội nói, Diệp Thiếu, không cần không cần. Diệp Quân mỉm cười nói, đây là chút tấm lòng của ta, tiền bối đừng từ chối. Thiên Kình hơi chần chừ rồi nhận lấy, 100 viên tinh thể vĩnh hằng vẫn rất có tác dụng với ông ta. Diệp Quân nói, tiền bối có thể đi tới vũ trụ quan huyên, đến nơi đó sẽ có người sắp xếp cho ông. Thiên Kình chắp tay, được, tạm biệt Diệp Thiếu. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Sau khi Thiên Kình rời đi, Diệp Quân nhìn Tịnh An và Nhất Niệm ở bên cạnh, hắn đang định cất lời thì thời không trước mặt đột nhiên hơi rung động. Lệ Hàn truyền âm. Một lát sau, Diệp Quân nhíu mày. Nhất Niệm hỏi, sao vậy? Diệp Quân trầm giọng nói, nhị điện chủ ác đạo minh đến rồi. Tịnh An cất lời, thế lực ác đạo minh này cũng không đơn giản chút nào. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tịnh An, cô biết ác đạo minh à? Tịnh An gật đầu, biết chứ, bọn họ đến từ ác vũ trụ, một vũ trụ rất đặc biệt, năm đó nền văn minh thiên hành chúng ta từng phát hiện ra bọn họ, lần đó nền văn minh thiên hành chúng ta cũng từng xảy ra mâu thuẫn với bọn họ. Diệp Quân trầm giọng hỏi, các cô không đánh nhau với bọn họ à? Sao có thể chứ? Tịnh An kiêu ngạo nói, tính đến hiện tại, nền văn minh thiên hành chúng ta chưa từng đánh nhau thua ai cả. Diệp Quân im lặng. Ác vũ trụ. Có thể giao chiến với nền văn minh thiên hành, dù không đánh nhau nhưng từ giọng điệu của Tịnh An thì rõ ràng ác vũ trụ này cũng có chút bản lĩnh. Hơn nữa Lệ Hàn đã truyền âm bảo hắn cần phải cẩn thận với nhị điện chủ này. Nhất định phải cẩn thận. Tịnh An lại nói, trong ác vũ trụ có ba người mạnh nhất, một người là Nhất Điện Chủ trong truyền thuyết, thứ hai là linh của ác vũ trụ, người này là kiếp của ác vũ trụ, cũng chính là ác đạo, thứ ba là nhị điện chủ kia, những điện chủ còn lại đều là một lũ ngốc. Diệp Quân hơi tò mò, tại sao nền văn minh thiên hành các cô không tiêu diệt ác đạo minh đi? Tịnh An đáp, có hai vấn đề. Diệp Quân thắc mắc, hai vấn đề gì? Tịnh An lắc đầu, không biết. Diệp Quân đen mặt. Tịnh An liếm kẹo hồ lô, sau đó giải thích, vì lúc trước thần sư Thiên Vân chỉ nói là hai vấn đề, nhưng không nói nguyên nhân cụ thể. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ cứ mặc kệ ông ta, chúng ta đi tới nền văn minh thiên hành thôi. Nhất Niệm vội gật đầu, được được. Diệp Quân dẫn hai người đi tới một vùng tinh không, hắn quay đầu nhìn Tịnh An và Nhất Niệm bên cạnh. Cười nói, tiếp theo nên đi thế nào đây? Tịnh An tiến lên một bước, ngón tay trắng nõn chỉ nhẹ vào thời không trước mặt. Oanh! Thời không nơi ngón tay chạm phải chợt gợn sóng, sau đó ba người lập tức trở nên hư ảo, Diệp Quân có cảm giác có vô số tinh hà vũ trụ lướt qua bên cạnh nhanh như tia chớp. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi. Hắn đang di chuyển trong thời không vũ trụ với tốc độ cao. Mà tốc độ này nhanh hơn trận pháp dịch chuyển bình thường không chỉ gấp trăm vạn lần, chỉ đứng sau tốc độ di chuyển của kiếm Thanh Huyên. Trong quá trình di chuyển, hắn nhìn vĩnh hằng mạch trong tiểu tháp, không thể không nói vĩnh hằng mạch này thật sự quá lợi hại. Sau khi trong tiểu tháp có thêm vĩnh hằng mạch này, linh khí bên trong cao cấp hơn ít nhất 10 lần, ngoài ra trong vĩnh hằng mạch này còn có một ít tinh thể vĩnh hằng, có điều cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy chục nghìn in, dù chỉ có mấy chục nghìn viên. Nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Đúng là lãi to. Lúc này, Diệp Quân có cảm giác tay mình bị ai đó giữ lấy, hắn thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn lại, người đó chính là Nhất Niệm. Nhất Niệm tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười hỏi, muốn nói gì sao? Nhất Niệm nhỏ giọng nói, lần này ta đưa huynh về chủ yếu là để gặp Thượng Thần, cũng chính là sư phụ của ta, ta và Tịnh An đều được bà ấy hái xuống từ trên cây, từ khi ra đời. Chúng ta vẫn luôn đi theo bà ấy học tập,
có thể nói bà ấy chính là người thân nhất của chúng ta, cho nên khi huynh gặp bà ấy. Diệp Quân cười nói, chắc chắn ta sẽ thể hiện tốt một chút. Nhất Niệm cười ngọt ngào, sau đó lại nói, còn một chuyện nữa ta. Diệp Quân dịu dàng xoa đầu Nhất Niệm, sau đó cất lời, nói đi đừng ngại. Nhất Niệm nhẹ giọng nói, thế này, thời không bí ẩn trong tiểu tháp rất đặc biệt, cao cấp hơn của nền văn minh thiên hành chúng ta, lần này sau khi về, ta có thể đưa những thứ ta đã nghiên cứu được cho nền văn minh thiên hành không? Diệp Quân im lặng. Nhất Niệm vội nói, nếu huynh không thích thì ta sẽ không. Diệp Quân cười ngắt lời, được, muội còn có thể đưa sư phụ của muội vào cùng nghiên cứu. Nhất Niệm ngây người, sau đó run rẩy nói, thật sao? Không ai hiểu thời không đặc biệt kia quý giá đến mức nào hơn cô ta, có thể nói nếu Diệp Quân sẵn lòng đưa cho nền văn minh thiên hành nghiên cứu thì rất có khả năng nó sẽ mang đến một đột phá rõ rệt cho nền văn minh thiên hành. Vì thời không đặc biệt đó thật sự rất kinh khủng. Diệp Quân gật đầu, sau đó cười nói, ta đã lừa muội bao giờ chưa? Người nhà của muội cũng sẽ là người nhà của ta. Nhất Niệm đột nhiên nhón chân rồi hôn nhẹ lên mặt Diệp Quân một cái, hôn xong, cô ta vội cúi đầu, gò má đỏ như giáng chiều. Diệp Quân cười to. Nhất Niệm lén nhìn thoáng qua Diệp Quân, trong mắt chứa đựng tình cảm dịu dàng và cả sự ngượng ngùng. Tịnh An ở cạnh bĩu môi, giải cơm chó dễ chia tay lắm. Diệp Quân. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Mà lúc này ba người đã xuất hiện trước một đại điện. Diệp Quân hơi nghi ngờ nhìn tòa đại điện phía xa, đây là đâu? Nhất Niệm cười đáp, chỗ làm việc thường ngày của chúng ta. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò. Dưới sự hướng dẫn của Nhất Niệm và Tịnh An, Diệp Quân đi vào trong đại điện, vừa tiến vào đại điện. Diệp Quân đã nhìn thấy vô số màn sáng, trong màn sáng này là những vũ trụ tinh hà, chi chít dày đặc. Diệp Quân tỏ vẻ tò mò. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, nơi này là chỗ làm việc của ta, máy thăm dò thiên hành của chúng ta đang không ngừng thăm dò vũ trụ, nếu thăm dò được nền văn minh vũ trụ nào thì có thể phóng hỏa. Diệp Quân nhìn những vũ trụ dày đặc kia, trong lòng thầm thấy hoảng sợ. Đây cũng đồng nghĩa với việc có vô số vũ trụ đều đang nằm dưới sự theo dõi của nền văn minh thiên hành. Thật sự quá lợi hại. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, Nhất Niệm, trong nền văn minh thiên hành, chức vụ của muội là gì? Tịnh An đột nhiên tiếp lời, cô ta là quan chấp hành bằng, có công việc tiêu diệt vũ trụ, nền văn minh thiên hành chúng ta có 9 vị quan chấp hành quản lý những chuyện khác nhau. Diệp Quân hơi tò mò, thế còn cô? Cô cũng là quan chấp hành sao? Tịnh An cười đáp, ta không phải quan chấp hành, ta vẫn còn đang học ở học cung Thiên Vân, sau khi tốt nghiệp mới có thể được sắp xếp công việc. Nói đến đây, cô ta thoáng dừng lại, sau đó mới nói tiếp, nhưng đại khái là sẽ làm quan chấp hành, vì chỉ có quả ưu tú mới có thể trở thành quan chấp hành, mà ta là quả vô cùng ưu tú. Diệp Quân. Nhất Niệm đột nhiên đi tới đài điều khiển bên cạnh, cô ta tìm kiếm một lúc, chẳng mấy chốc. Màn sáng trước mặt cô ta chợt xuất hiện một vũ trụ kỳ lạ. Vũ trụ này bị vô số tia chớp đỏ như máu bao quanh, không thể nhìn thấy tình hình thực tế bên trong. Diệp Quân đi tới bên cạnh cô ta, tò mò hỏi, đây là đâu vậy? Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó đáp, ác vũ trụ. Nói xong, cô ta ấn vào nút màu đỏ trước mặt. Trên bầu trời của đại điện có một ngọn lửa thiên hành đột nhiên phóng lên cao phá vỡ thời không. Sau đó, Diệp Quân đã nhìn thấy lửa thiên hành xuất hiện trong màn sáng kia. Một ngọn lửa thiên hành rơi thẳng xuống từ trên bầu trời của ác vũ trụ. Oanh! Toàn bộ thế giới trong ác vũ trụ lập tức sôi trào, vô số lôi kiếp bắt đầu tan ra. Diệp Quân! Hả? Lúc này, tiếng hô ngạc nhiên vang vọng trong ác vũ trụ, sau đó một tia chớp màu đỏ chợt phóng lên cao từ sâu trong ác vũ trụ. Va chạm với ngọn lửa thiên hành đang đến từ đối diện kia. Tia chớp đỏ như máu kia chợt nổ tung, lửa thiên hành vẫn lao thẳng xuống mà không tổn hao gì. Lúc này, một bàn tay màu máu giơ lên cao từ trong ác vũ trụ, sau đó chặn ngọn lửa thiên hành kia lại. Thấy cảnh này, Nhất Niệm thoáng ngây người, ngay sau đó cô ta bắt đầu ấn liên tục vào nút trước mặt, trong nháy mắt, một ngọn lửa thiên hành bay lên cao từ trong không trung của đại điện. Chẳng mấy chốc những ngọn lửa thiên hành này đã bay tới bầu trời của ác vũ trụ.
uy lực của mấy chục ngọn lửa thiên hành đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ác vũ trụ đã bắt đầu chậm rãi tan rã. Nền văn minh thiên hành. Lúc này, sâu trong ác vũ trụ chợt có một tiếng gào thét vang lên, chúng ta vừa mới ký hiệp ước hòa mình mà các người lại phóng hỏa là có ý gì? Hả? Trong lúc giọng nói vang lên, một quầng sáng màu đỏ dài mấy triệu trượng phóng lên cao từ trong ác vũ trụ, sau đó tạo thành một tấm chắn trên bầu trời ác vũ trụ. Nhưng chẳng mấy chốc, tấm chắn kia bắt đầu tan biến từng chút một. Nhất Niệm đang muốn tiếp tục ấn vào nút đỏ kia thì một tia sáng trắng chợt xuất hiện trong điện, sau đó một ít ánh sáng trắng bí ẩn bay tới trước mặt hai cô gái. Nhất Niệm xa sầm mặt. Tịnh An cũng nhíu mày. Diệp Quân vội hỏi, sao vậy? Tịnh An khẽ nói, điện chấp hành ra lệnh cho Nhất Niệm lập tức trở về điện. Diệp Quân trầm giọng hỏi, vì phóng hảo sao? Tịnh An gật đầu, cô ta nhìn về phía ác vũ trụ, tên kia nói đã ký hiệp ước hòa bình với chúng ta không biết có phải là thật không, nếu là thật thì đồng nghĩa với việc chúng ta không thể làm trái hiệp ước. Nghe thấy thế, Diệp Quân nhất thời cau mày. Ác vũ trụ này ký hiệp ước hòa bình với nền văn minh thiên hành. Nhất Niệm đột nhiên muốn ấn xuống nút đỏ một lần nữa nhưng lại bị Diệp Quân ngăn cản, hắn kéo tay Nhất Niệm, lắc đầu. Tịnh An đi tới, cô ta nhẹ giọng nói, Nhất Niệm, dù cô phóng hỏa cũng không thể tiêu diệt ác vũ trụ đâu, trừ khi ta phóng lửa thiên hành cao cấp ra, nhưng cần phải có quan chấp hành đứng đầu trao quyền. Nhất Niệm đột nhiên lấy một thần ấn đặc biệt từ trong túi vải nhỏ ra, thấy hành động đó. Sắc mặt Tịnh An thoáng chốc thay đổi, cô ta muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lúc này Nhất Niệm đã cầm lấy thần ấn kia đè lên trên nút đỏ. Oanh! Trong nháy mắt, một ngọn lửa đỏ màu máu bay lên cao từ trên bầu trời của đại điện, chẳng mấy chốc, ngọn lửa đó đã bay thẳng tới bầu trời của ác vũ trụ. A! Lúc này, sâu trong ác vũ trụ có một giọng nói hốt hoảng vang lên, lửa thiên hành cao cấp, nền văn minh thiên hành các người điên rồi à? Chúng ta vừa mới ký hiệp ước hòa bình đấy. Mẹ kiếp, chạy thôi. Giọng nói vừa dứt, vô số khí thế mạnh mẽ thoáng chốc chạy nhanh ra khỏi ác vũ trụ. Lúc này ngọn lửa thiên hành kia lao thẳng vào sâu trong ác vũ trụ. Sau một thoáng im lặng, toàn bộ ác vũ trụ tựa như một ngọn nến đang cháy, bắt đầu chảy ra từ bên trong, trong nháy mắt toàn bộ ác vũ trụ đã như một dòng dung nham, vô số ngọn lửa phóng lên cao, chói mắt tựa như pháo hoa. Nhất Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô ta cười khẽ kéo tay hắn, tướng công, vui không? Diệp Quân! Tiểu Tháp! Vui không? Diệp Quân kéo tay Nhất Niệm, tâm trạng hơi phức tạp, đương nhiên nhiều hơn vẫn là cảm động, hắn khẽ mỉm cười, vui, rất vui. Nhất Niệm cười ngọt ngào. Vui cái con khỉ! Tịnh An ở bên cạnh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, khuôn mặt cũng đỏ bừng như lửa, Nhất Niệm! Cô dám thả lửa thiên hành cao cấp khi không có sự cho phép của quan chấp hành đứng đầu, cô muốn bị thiêu chết sao? À, ta tức đến mức đau cả ngực rồi đây. Nói xong, cô ta liên tục xoa ngực. Nghe thấy lời của Tịnh An, Diệp Quân vội nhìn về phía cô ta với vẻ lo lắng, sử dụng lửa này sẽ bị thiêu ư. Tịnh An chừng Nhất Niệm với vẻ hung dữ, không có sự cho phép của quan chấp hành đứng đầu đã sử dụng lửa thiên hành cao cấp là vi phạm thần pháp. Hơn nữa ác đạo minh kia còn ký hiệp ước hòa bình với nền văn minh thiên hành chúng ta. Nhất Niệm, ta biết cô muốn phá hiệp ước hòa bình giữ nền văn minh thiên hành và ác đạo minh, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Oanh! Tịnh An còn chưa nói hết câu thì ngoài điện phía xa chợt xuất hiện một khí thế mạnh mẽ. Diệp Quân quay đầu nhìn lại thì thấy sâu trong vũ trụ bên ngoài có một ánh sáng trắng chiếu rọi, trong ánh sáng trắng kia có một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ mặc thần giáp trắng như tuyết, tay cầm một thanh trường thương màu vàng, vào khoảnh khắc bà ta bước ra, một uy áp vô cùng đáng sợ nhất thời bao phủ lấy toàn bộ vũ trụ, cực kỳ kinh khủng. Nét mặt Diệp Quân cũng hơi nặng nề, khí thế này không thua kém cao thủ cảnh giới diệt đạo chút nào. Thấy người phụ nữ, Tịnh An nhất thời xa sầm mặt, nhân viên chấp pháp thiên hành. Người chấp pháp thiên hành chậm rãi đi vào điện, bà ta nhìn thẳng về phía Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, bà ta cau mày, ngươi là ai? Đương nhiên Diệp Quân nghe hiểu lời nói của đối phương, vì lúc trước hắn từng học ngôn ngữ của nền văn minh thiên hành cùng với Nhất Niệm. Diệp Quân vừa định đáp lời thì Tịnh An ở bên cạnh chợt nói, hắn ta là tùy tùng của Nhất Niệm.
Tùy tùng. Diệp Quân nhìn thoáng qua Tịnh An, không nói gì. Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó lạnh lùng nhìn Nhất Niệm, quan chấp hành Nhất Niệm, vì sao lại tự tiện sử dụng lửa thần thiên hành. Nhất Niệm bình tĩnh đáp, vô tình thả sai. Người phụ nữ nhất thời nhíu mày, lúc này Tịnh An ở bên cạnh vội vàng đi tới bên cạnh người phụ nữ, cô ta kéo người phụ nữ đi sang một bên, sau đó lấy một chiếc nhẫn không gian màu vàng ra đưa cho bà ta, trong nhẫn không gian màu vàng có khoảng hơn 10.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Nhìn thấy thế, người phụ nữ nheo mắt rồi bình tĩnh nhận lấy, bà ta mỉm cười nói với Nhất Niệm, làm việc trong thời gian dài khó tránh khỏi sơ suất, có thể hiểu được. Diệp Quân. Người phụ nữ im lặng một lát rồi nói, nhưng chuyện này vẫn khá phức tạp, vì ngươi đã hủy diệt ác vũ trụ này vừa ký hiệp ước hòa bình với chúng ta, xảy ra chuyện như thế tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, nên là quan chấp hành Nhất Niệm, mời ngươi đi theo ta một chuyến đến điện chấp pháp. Nhất Niệm gật đầu, được. Tịnh An đi tới cạnh người phụ nữ mặc áo giáp trắng, sau đó nghiêm túc nói, chuyện này có nghiêm trọng không? Người phụ nữ trầm giọng đáp, khó nói lắm. Vì ác đạo minh đã phái người đến thần cảnh thiên hành đòi một lời giải thích rồi, nên kết quả cuối cùng là thế nào còn phải xem quyết định của cấp trên nữa. Tịnh An im lặng, nét mặt cô ta hơi u ám. Người phụ nữ nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, bà ta chắp ngón tay chỉ về phía trước, mấy tia sáng trắng bao phủ lấy mấy người họ, họ lập tức biến mất ngay sau đó. Không biết đã bao lâu trôi qua. Diệp Quân cảm nhận được trước mắt có một tia sáng trắng xuất hiện, khi mở mắt ra một lần nữa, hắn đã xuất hiện trong một đám mây, cuối tầm mắt của hắn là một thần điện vô cùng nguy nga. Thần điện kia tựa như một tòa thành đứng sừng sững trong đám mây, được làm từ đá thạch anh màu trắng bí ẩn, vô cùng chói mắt. Diệp Quân ngạc nhiên phát hiện linh khí ở đây nồng đậm gấp mấy vạn lần vũ trụ trước đó. Vĩnh Hằng Mạch, nơi này có ít nhất 10.000 Vĩnh Hằng Mạch. Kinh khủng! Diệp Quân thật sự hơi kinh ngạc, nền văn minh thiên hành này đúng là giàu có. Người phụ nữ áo giáp trắng đưa ba người đi tới tòa đại điện phía xa, sắc mặt Tịnh An hơi nặng nề. Nét mặt Nhất Niệm lại rất bình tĩnh. Cả nhóm nhanh chóng đi tới trước đại điện, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, đi vào thôi. Nhất Niệm gật đầu, sau đó đi vào trong đại điện. Diệp Quân vừa định đi theo thì người phụ nữ đã chắn trước mặt hắn, ngươi không thể đi vào. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Người phụ nữ nói, các vị trưởng lão cũng không có gọi ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tịnh An trầm giọng nói, chúng ta đợi ở đây đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được. Người phụ nữ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó xoay người lùi sang một bên. Tịnh An kéo Diệp Quân đến bên cạnh. Sau đó trầm giọng nói, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Diệp Quân thắc mắc, sao lại nói vậy? Tịnh An ngẫm nghĩ một lát rồi nói, trên đường đi ta vẫn luôn phân tích, theo tình huống bình thường, nền văn minh thiên hành ta không thể nào ký hiệp ước hòa bình với ác đạo minh được, chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn vào trong đại điện, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Sắc mặt Diệp Quân nhất thời trở nên u ám, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, Tịnh An nắm lấy tay Diệp Quân, lắc đầu, ngươi đừng có làm bậy, cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nếu ngươi làm bậy sẽ chuyện khiến chuyện này trở nên càng tệ hại hơn, ngươi đợi ở đây, ta đi tìm hiểu đầu đuôi chuyện này. Dứt lời, cô ta thoáng dừng lại, sau đó nói tiếp, không được, ngươi phải đi cùng ta. Diệp Quân hơi lo lắng nói, Nhất Niệm. Tịnh An ngắt lời hắn, yên tâm. Cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta đi tìm hiểu đầu đuôi chuyện này, phải biết vì sao nền văn minh thiên hành chúng ta lại ký hiệp ước hòa bình với ác đạo minh trước đã. Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân xoay người rời đi. Tịnh An và Diệp Quân nhanh chóng đi tới một đỉnh núi, xung quanh non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh. Tịnh An dẫn Diệp Quân đi tới trước một tòa đại điện, lúc này có một ông lão chắn trước mặt hai người. Tịnh An cúi chào, nói chuyện rất khách sáo, đại học sĩ, xin thông báo một tiếng là Tịnh An cầu kiến Thượng Thần Thiên Vân. Ông lão cũng chào đáp lại, xin đợi một lát. Sau đó ông ta xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, Tịnh An nói, trước đó Nhất Niệm cũng đã nói với ngươi rồi đất, Thượng Thần Thiên Vân này là sư phụ từ nhỏ của ta và Nhất Niệm,
nói theo cách của vũ trụ các ngươi thì bà ấy là người thân nhất của chúng ta, lần này nhất niệm dẫn ngươi về là muốn dẫn ngươi đi gặp bà ấy. Sư phụ là một người hiền lành, ngươi không cần quá lo lắng. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu bà ấy không đồng ý cho ta và nhất niệm ở bên nhau thì phải làm sao? Tịnh An đột nhiên hỏi, hai người đã làm chưa? Diệp Quân thoáng ngây người, sau đó nét mặt trở nên cứng đờ, sao cô gái này đột nhiên nói một câu thô tục thế? Tịnh An nghiêm túc nói, ta và nhất niệm cùng sinh ra từ một cây, ta là người thân nhất của cô ấy, ngươi đừng giấu giếm gì ta, biết chưa? Diệp Quân. Tịnh An kéo ống tay áo Diệp Quân, sau đó lặp lại, đã làm hay chưa? Diệp Quân đen mặt, hai chúng ta trong sạch. Tịnh An khẽ thở dài, sao không gạo nấu thành cơm luôn đi? Diệp Quân. Diệp Quân sợ Tịnh An lại hỏi thêm câu thô tục nào nữa, vội nói sang chuyện khác, thượng thần thiên vân này có mạnh không? Tịnh An bình tĩnh đáp, tính theo phân chia giá trị võ lực của thế giới các ngươi thì bà ấy có thể giết chết ít nhất 10 cao thủ diệt đạo trong nháy mắt. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi. Lợi hại. Đây là đại lão chân chính đấy. Nền văn minh thiên hành. Chẳng trách nền văn minh thiên hành này có thể vô địch vũ trụ nhiều năm như thế. Lúc này, ông lão kia bước ra, ông ta mỉm cười nói, mời hai vị. Tịnh An gật đầu, sau đó kéo Diệp Quân đi vào trong. Sau khi vào đại điện, Diệp Quân nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, trông chỉ khoảng 20 tuổi, khí chất hơn người. Hoàn toàn không giống người phàm. Trước mặt bà ta đặt vô số cổ tịch màu vàng. Thượng thần Thiên Vân. Tịnh An dẫn Diệp Quân đi tới trước mặt Thượng thần Thiên Vân, cô ta cúi chào, sư phụ. Thượng thần Thiên Vân khẽ mỉm cười ung dung, ngồi đi. Tịnh An ngồi xuống, cô ta đang định lên tiếng thì Thượng thần Thiên Vân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, bà ta cười nói, ngươi đến từ nền văn minh nào? Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Rõ ràng đối phương đã phát hiện hắn không phải người của nền văn minh thiên hành. Việc che giấu hơi thở của tháp gia lại vô dụng. Lại phải thăng cấp rồi. Mệt mỏi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó hành lễ, chào Thượng Thần, ta đến từ vũ trụ Quan Huyên. Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi cũng ngồi đi. Sau khi Diệp Quân ngồi xuống, Thượng Thần Thiên Vân cầm bình trà bên cạnh lên, sau đó rót cho hắn một tách. Khẽ mỉm cười, đây là linh trà thiên vân ta tự trồng, ngươi nếm thử xem. Thấy đối phương khách sáo như thế, Diệp Quân rất bất ngờ, hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, vì hắn cho rằng nền văn minh thiên hành lớn mạnh như thế, có lẽ mọi người đều sẽ khá kiêu ngạo, càng chưa nói đến việc người trước mặt còn là một cao thủ vô cùng mạnh. Sau khi đi vào, người phụ nữ trước mắt cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ. Hắn nâng tách trà lên uống một hớp, nước trà vào bụng như một dòng nước ẩm tản ra khắp cơ thể, ngay sau đó, trong người hắn có những làn khí đục tản ra. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Tịnh An cười nói, trà này có thể tinh lọc thân thể và linh hồn. Diệp Quân nói, thì ra là vậy. Thượng thần Thiên Vân cười nói, thân thể và linh hồn của ngươi rất tinh khiết, dù là ở chỗ chúng ta cũng hiếm thấy một người như ngươi. Nói xong. Bà ta lại rót cho Diệp Quân một chung, sau đó quay đầu nhìn Tịnh An bên cạnh, còn đi tới điện chấp pháp theo dõi, có tình huống gì thì trở về báo cáo. Tịnh An gật đầu, vâng. Dứt lời, cô ta đưa mắt ra hiệu cho Diệp Quân, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi Tịnh An đi, Thượng thần Thiên Vân nhìn về phía Diệp Quân, lần này ngươi đến đây là vì nhất niệm sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Hắn biết sắp đi vào chủ đề chính rồi. Thượng thần Thiên Vân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nền văn minh thiên hành chúng ta có quy định thần pháp, cô gái ở nền văn minh thiên hành không được thành hôn với người của nền văn minh ngoại tộc, nếu ai dám vi phạm sẽ lập tức đốt cháy thân thể, giam giữ linh hồn đến khi linh hồn tan biến. Nói đến đây, bà ta thoáng im lặng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, trước khi ngươi đi vào, ta có xem qua thực lực của ngươi, đừng trách ta nói thẳng, với thực lực trước mắt của ngươi. Ngươi hoàn toàn không có khả năng thách thức thần pháp của nền văn minh thiên hành, nếu ngươi cố ý ở cạnh con bé thì kết quả cuối cùng rất có thể là một bi kịch, hại ngươi, cũng là hại con bé. Diệp Quân im lặng. Thượng thần Thiên Vân lại nói, ta không hiểu tình cảm ở vũ trụ các ngươi, nhưng ta cho rằng nếu thật sự yêu một người thì nên suy nghĩ cho đối phương và bản thân, bất cứ thời đại nào,
bất cứ nền văn minh nào cũng đều rất thực tế, đặc biệt là nền văn minh thiên hành chúng ta. Nền văn minh thiên hành chúng ta chưa từng gặp đối thủ, cho nên chúng ta đều có thái độ xem thường nền văn minh ngoại tộc. Nếu để bọn họ biết nhất niệm thích một người đến từ nền văn minh ngoại tộc thì bọn họ sẽ coi con bé như một sự sỉ nhục, khi đó tình cảnh của con bé. Nói đến đây, bà ta nhẹ nhàng lắc đầu, từ trước đến giờ nền văn minh thiên hành ta cũng từng có tình huống cô gái yêu người của nền văn minh ngoại tộc, nhưng kết quả cuối cùng của bọn họ đều là bi kịch, ta không muốn nhất niệm xảy ra chuyện. Đương nhiên ngươi là người nhất niệm thích, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Cho nên dù ta rất tôn trọng tình cảm giữa các ngươi, nhưng xin lỗi, ta không thể đồng ý cho các ngươi ở bên nhau, hy vọng ngươi có thể hiểu. Thượng thần Thiên Vân vừa dứt lời, trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, ta rất hiểu sự lo lắng của Thượng thần, ta cũng biết lần này tới nền văn minh thiên hành, ta chuẩn bị chưa đầy đủ, cũng không hoàn toàn có kế hoạch đối phó với những khó khăn có thể sẽ gặp phải sắp tới, nhưng ta vẫn đã đến. Thượng thần Thiên Vân cười nhẹ, vì sao? Diệp Quân trả lời, vì nhất niệm mong ta đến, hơn nữa ta cũng nên đến, đúng là bây giờ thực lực của ta chưa đủ, nhưng ít nhất cũng nên có thái độ rõ ràng. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, ta đã thấy thái độ của ngươi rồi. Ngươi là một người có trách nhiệm, nhưng điều này không thể thay đổi được những khó khăn mà các ngươi sẽ gặp phải tiếp theo đâu. Nói tới đây, bà ta dừng một chút mới nói tiếp, ta có một cách này. Người nghe thử xem thế nào nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Thượng thần Thiên Vân cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm rồi lại nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Dù là thần pháp thiên hành hay luật pháp của nền văn minh vũ trụ khác thì cũng đều chỉ hạn chế người bình thường. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì thật ra luật pháp chỉ là vật trang trí. Vì thế ta hy vọng ngươi hãy nâng cao thực lực trước. Sau khi thực lực của ngươi đủ mạnh, lúc đó ta sẽ đến điện chấp pháp nói giúp ngươi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nói đến đây, bà ta dừng lại một chút, nếu ngươi đồng ý với cách này thì ta có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Chẳng hạn như ngươi có thể ở lại đây học cùng Nhất Niệm và Tịnh An cũng được. Diệp Quân nhìn Thượng thần Thiên Vân rồi nói, Thượng thần, thực lực của ta cần đạt tới trình độ nào mới có thể được nền văn minh thiên hành coi trọng? Thượng thần Thiên Vân suy nghĩ, cũng phải đạt tới trình độ như ta đây, nhưng ta thấy điều này đối với ngươi không khó lắm đâu, thiên phú của ngươi rất tốt, huyết mạch lại rất đặc biệt. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn. Ở lại đây học. Diệp Quân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, ta thấy được đấy. Thượng thần Thiên Vân khẽ mỉm cười, vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi cứ ở lại đây, chỉ cần ngươi không ra khỏi núi Thiên Vân này của ta thì bọn chúng sẽ khó mà phát hiện ra thân phận của ngươi được. Không hay rồi. Đúng lúc này Tịnh An chạy vào, vội vã nói, Thượng thần, bọn họ định thiêu chết Nhất Niệm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân chợt thay đổi, hắn ngồi bật dậy. Thượng thần Thiên Vân cũng nhíu mày, đừng vội, con cứ từ từ nói. Vẻ mặt Tịnh An cũng hơi âm trầm, cô ta nhìn Diệp Quân, bọn họ biết thân phận loài người của ngươi rồi. Thượng thần Thiên Vân hơi nghi hoặc, sao có thể thế được, thuật ẩn thân của hắn cực kỳ cao minh, ngoài ta ra chỉ thần chủ có thể nhìn thấu. Nói đến đây, bà ta chau mày, ác đạo minh. Tịnh An gật đầu, đúng thế. Đúng lúc này, ông lão bên ngoài đột nhiên đi vào, ông ta nhìn Diệp Quân với ánh mắt không còn thân thiện như trước mà đã có thêm sự lạnh lùng. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Thượng thần Thiên Vân, hơi khom người, Thượng thần, Thôi Âm chấp pháp của điện chấp pháp cầu kiến ạ. Nghe ông ta nói thế, vẻ mặt Tịnh An lập tức trầm xuống. Thôi Âm. Điện chấp pháp có điện chủ, ba nhân viên chấp pháp. Cả điện chấp pháp toàn là người có tiếng ở nền văn minh thiên hành khiến ai nghe cũng đều biến sắc. Bởi vì bọn họ chuyên chấp pháp nên thủ đoạn cực kỳ hung ác, tàn nhẫn, bình thường rất ít khi lộ diện, trừ khi có chuyện gì nghiêm trọng hay vi phạm pháp luật quá nặng nề. Mà lần này nhân viên chấp pháp đích thân tới, hiển nhiên là vì Diệp Quân. Nghĩ đến đây, Tịnh An không khỏi nhìn Diệp Quân, lòng thầm thở dài, cô ta cũng không ngờ chuyện này lại đột nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát. Biết trước thì cô ta đã ngăn hắn và Nhất Niệm đến nền văn minh thiên hành rồi. Thượng thần Thiên Vân nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, mời chấp pháp vào đi. Ông lão hơi khom người rồi lui ra. Diệp Quân cũng không vội, vì hắn biết hiện giờ mà sốt ruột thì sẽ càng thêm loạn, hơn nữa mục tiêu chính của nền văn minh thiên hành có lẽ vẫn là hắn. Ngoài ra,
thân phận của hắn đột nhiên bị bại lộ chắc chắn có liên quan đến ác đạo minh. Bây giờ hắn càng sốt ruột sẽ càng có thêm mâu thuẫn và xung đột với nền văn minh thiên hành, ác đạo minh sẽ càng vui sướng. Bình tĩnh. Nghĩ cách đối phó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.